Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 30. Dương Bách Xuyên nheo mắt, quan sát khắp nơi, ở chỗ này loại sát khí kia càng ngày càng dày, nghĩa là người phụ nữ tà ám kia đang ở trong quán bar này, còn đang ở trong đám người trên sân khấu. Ngày đó lúc chạy trốn khỏi mộ, Dương Bách Xuyên cũng không thấy rõ diện mạo của người phụ nữ kia, nhưng chắc chắn là dung mạo không dễ tìm. Anh sợ rút dây động thừng nên không dám dùng linh thức tra tìm, chỉ có thể dùng mắt quan sát. Dương Bách Xuyên dựa theo sự khác biệt giữa phụ nữ có tu vi trong người và phụ nữ bình thường để tìm. 5 phút sau, hai mắt của Dương Bách Xuyên sáng lên, đặt ánh mắt lên trên người một người phụ nữ bốc lửa. Người phụ nữ này có dáng người cao gầy, tóc dài xõa trên vai, ăn mặc váy áo màu đen, đôi môi đỏ thẫm như vừa uống máu, ánh sáng trong mắt như bắn ra ngoài, hai tay đang ôm cổ một thanh niên, hai người cực kỳ thân thiết, động tác vô cùng lớn mật. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, người phụ nữ mặc đồ đen này nhìn qua mới hơn 20 tuổi. Khác biệt là hơi thở trên người cô ta mang theo sát khí và máu tươi, rất nồng, hơi thở trên người vô cùng tà ám, rất dễ dàng nhìn ra. Anh không vội ra tay, đầu tiên ở đây quá nhiều người thường, thứ hai cũng không biết cô ta giấu Ngô Mặc Thu ở chỗ nào. Theo lời của Kiều Phúc, người phụ nữ tà ám này muốn luyện hóa Ngô Mặc Thu. Nhưng bởi vì Ngô Mặc Thu tu luyện công pháp Phong Đô Quyết nên không có cách nào luyện hóa được. Dương Bách Xuyên suy đoán người phụ nữ tà ám này đang tìm thời cơ để luyện hóa Ngô Mặc Thu, bởi vì trong cơ thể của Ngô Mặc Thu có ma tinh. Cách tốt nhất là theo dõi người phụ nữ này. Dương Bách Xuyên ngồi ở một góc của quán bar chờ người phụ nữ này rời đi, không lâu sau Dương Bách Xuyên nhìn thấy cô ta và thanh niên kia xuống sân khấu, trực tiếp đi ra ngoài. Dương Bách Xuyên lặng lẽ đi theo sau hai người, nếu anh đoán không sai, thanh niên này sắp gặp chuyện không may. Không hề nghi ngờ, người phụ nữ này tu luyện tà công, lúc trước ở mộ, Lý Lương Sơn là một ví dụ, cô ta ma hóa Lý Lương Sơn thành nô lệ. Hai người đi lên một chiếc xe, người thanh niên kia lái xe, đi thẳng đến vùng ngoại ô. Dương Bách Xuyên khởi động xe đi theo sau. Sau khi đến vùng ngoại ô, xe dừng ở cạnh hồ. Người phụ nữ và thanh niên kia xuống xe, đi vào một căn nhà trệt bên cạnh hồ. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, tắt đèn xe, xuống xe đi vào căn nhà trệt đó. Lúc này, Dương Bách Xuyên đứng ở bên ngoài nhà gỗ đã có thể nghe được tiếng thở dốc bên trong, cũng không sợ cô ta có thể trốn thoát được. Trong nhà gỗ ba gian đó, hai bên trái phải không có đèn sáng, hoặc là phòng trống, hoặc là phòng cho người nghỉ ngơi. Dương Bách Xuyên giải phóng linh thức ra ngoài kiểm tra xung quanh của căn phòng, bên trong đều không có người, đều là phòng trống. Bây giờ tại căn phòng ở giữa này, người phụ nữ tà tính và Tiểu Thanh đang ở bên trong. Trong tai nghe được giọng nói của một vị thanh niên hỏi, bảo bối có khách sạn xa hoa không ở, vì sao phải đến nơi này? Đừng nói nữa hôn tôi đi, giọng nói của người phụ nữ vang lên. Dương Bách Xuyên nghe được giọng nói trong lòng cười lạnh. Vì ở khách sạn không tiện ra tay, nơi này hẻo lánh nên muốn mạng của tên nhóc nhà cậu không khó, hôm nay coi như tên nhóc nhà cậu may mắn lắm mới gặp được ông đây đó. Lúc này Dương Bách Xuyên chậm rãi phóng thích linh thức tiến vào trong phòng. Anh nhìn thấy người phụ nữ tà tính đang nóng bỏng cùng với tên thanh niên, nhưng ngay sau đó nhìn thấy người phụ nữ mở miệng, hai cái răng nanh thật dài lộ ra. Quả nhiên là cương thi, Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng. Sau đó linh thức anh đi vào, đã bị người phụ nữ phát hiện trước. Ai, vẻ mặt cô ta vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Bảo bối làm sao vậy? Không có ai mà, nhóc thanh niên nói. Lúc này người phụ nữ tà tính sao còn để ý đến nhóc thanh niên, giơ tay lên cho một cái tát, ngay lập tức đánh bay nhóc thanh niên ở góc tường hôn mê bất tỉnh. Đồng thời linh thức của Dương Bách Xuyên ở trong phòng không nhìn thấy bóng dáng Ngô Mặc Thu. Hừ lạnh nói, yêu nữ đi ra chịu chết đi. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên sức mạnh linh thức công kích về phía yêu nữ. Thế nhưng một giây sau cả người Dương Bách Xuyên đều chấn động, bởi vì ở trong đầu của người phụ nữ này không tìm được ý thức hải tồn tại, điều này chứng tỏ cô ta không có linh hồn. Ưu thế của tinh thần lực sẽ mất đi tác dụng. Lúc này một tiếng nổ lớn đập về phía cửa phòng. Cô ta tiến lên tức thì mở cửa phòng ra. Giờ phút này người phụ nữ đi ra từ cửa phòng, mang theo thản nhiên cười nói, đang lo không tìm được tên nhóc nhà cậu lại đưa tới cửa, rất tốt.
ma đầu nhà cô mau giao Ngô Mặc Thu ra, hôm nay tôi sẽ khiến cho cô chết không toàn thây. Mặt Dương Bách Xuyên lạnh lùng, sức mạnh linh thức ở trong đầu cô ta không có phát hiện ra cái gì dị thường, cũng phát hiện toàn thân người phụ nữ này đều tràn ngập một loại khí tức khác làm cho anh vô cùng không thoải mái. Dường như có hơi giống với Hạ Lộ lúc trước, linh thức hội tụ ở hai mắt vừa nhìn, quả nhiên trong máu của cô ta có năng lượng ba động, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Ngô Mặc Thu, người phụ nữ ngẩn người một chút, dường như giật mình ngay lập tức nói, ý cậu là tiểu quỷ đó đúng không? Đã bị lão nương cắn nuốt, ngày đó tên nhóc nhà cậu giết ma nô phá hư tu luyện ma công của tôi, món nợ này hôm nay tôi sẽ tính toán thật kỹ. Nghe được cô ta nói cắn nuốt Thu Nhi, đương nhiên là Dương Bách Xuyên không tin, bởi vì trong cảm ứng của anh Ngô Mặc Thu đang ở nơi này, nghĩ đến trường hợp bị người phụ nữ này giấu đi, chỉ là không biết ở chỗ nào, dù sao phòng cũng không có. Muốn chết, Dương Bách Xuyên tràn ngập lửa giận đối với nữ nhân, Thu giết Đường Long cùng Cổ Tư Lạc hôm nay sẽ báo, về phần Ngô Mặc Thu, mang con gái ra trấn áp đương nhiên có biện pháp để cho cô ta nói ra, hơn nữa nhìn qua người phụ nữ này đang dùng sắc dụ giết người. Hôm nay gặp phải sẽ không có đạo lý buông tha nàng. Ở trong cảm giác khí tức người phụ nữ này rất tà, khiến cho Dương Bách Xuyên không cảm thấy thực lực chính xác của cô ta. Nhưng tóm lại là phải đấu một trận, là ma là yêu, đánh qua mới biết được, bộc phát một tiếng lúc này đánh ra một kích chấn thiên trường. Người phụ nữ đối diện nhìn thấy Dương Bách Xuyên đánh tới một trường, dường như cũng không e ngại, há miệng gào to một tiếng thẳng lên trời, gào. Phát ra một tiếng gầm không phải người, trong miệng răng nanh thật dài lộ ra, đôi mắt biến thành huyết sắc, thậm chí ở trên mặt nàng toàn thân đều có huyết quang đột nhiên mơ hồ xuất hiện. Đột nhiên tay nắm thành quyền, phía trên có ma khí đen kịt vần quanh, đánh về phía chân khí cự trưởng của Dương Bách Xuyên. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của Dương Bách Xuyên, vậy mà người phụ nữ này dùng một nắm đấm đánh nát chân khí trưởng của mình. Ngay sau đó cô ta giống giận một tiếng nhào tới. Hơn nữa lúc trước Tùy Độ và Lộ Ti không muốn lên xuống. Quả thực khiến cho Dương Bách Xuyên hoảng sợ. Từ thủ đoạn nhìn thấy, người phụ nữ này không phải là cương thi đơn giản, trong máu cô ta có ma khí mạnh mẽ. Lúc trước trong đại mộ của biệt thự sư phụ Vân Thiên Tả đã nói qua, khí tức trong mộ thất là ma khí. Mà ma khí chỉ có ở trên người tu ma giả tu chân giới mới có. Người phụ nữ này cho Dương Bách Xuyên cảm giác rất không đơn giản. Nhưng mà, anh của hôm nay, cũng không phải là một tên gà mờ luyện khí kỳ, tu vi thực sự đã là trúc cơ tầng 1. Đối mặt với tốc độ quỷ mị của người phụ nữ, Dương Bách Xuyên không chút sợ hãi. Anh có thuật ngự phong vận chuyển tốc độ ngang hàng với cô ta, thậm chí có thể mạnh hơn cô ta một chút. Người phụ nữ nắm lấy hai tay. Dương Bách Xuyên nheo mắt trái hình thành nắm đấm. Mang theo chân hỏa giấy lên. Tay phải thành trưởng bạo giống một tiếng, khai thiên trưởng, liệt thiên trưởng. Liên tiếp đánh hai trưởng về phía người phụ nữ. Rầm rầm. Gào. Trong giao chiến, hai trưởng mạnh mẽ của Dương Bách Xuyên đều bị cô ta cứng rắn hóa giải, nhưng mà một nắm đấm đánh vào trên người cô ta, khiến cho cô ta phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Một nắm đấm này của Dương Bách Xuyên trong lòng rõ ràng sức mạnh của khai thiên trưởng không lớn như vậy, nhưng có thể khiến cho cô ta kêu thảm thiết, chính là vì trên nắm tay mang theo chân hỏa. Trên ngực cô ta bị lửa thật thiêu đốt, có chút khói đen bốc lên. Phát hiện này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên mừng rỡ. Từ hai lần giao chiến có thể phán đoán, thực lực của người phụ nữ này tương đương với anh, nhưng lại sợ chân hỏa. Thoáng cái Dương Bách Xuyên đã đoán ra điểm yếu của cô ta, nếu sợ chân hỏa thì dễ. Anh còn có thủ đoạn càng lợi hại hơn so với chân hỏa. Phù thuật tinh huyết hỏa chú còn mạnh hơn so với chân hỏa. Miễn cô ta có điểm yếu là được rồi. Còn một điểm nữa, Dương Bách Xuyên còn phát hiện đừng cho rằng đối phương là phụ nữ, thế nhưng cường độ thân thể của cô ta cũng không kém anh một chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Trong lòng Dương Bách Xuyên rõ ràng nhất chính là thân thể kim cương, so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều lắm, mà cơ thể người phụ nữ này còn mạnh hơn anh. Nghĩ tới nghĩ lui, đều quy kết đến trong máu của cô ta, dưới sự chú thích của hai mắt linh thức, Dương Bách Xuyên phát hiện, khi nàng động thủ thì máu của người phụ nữ này có năng lượng lóe lên, huyết dịch vô cùng tuần hoàn, thật giống như là kinh mạch trong cơ thể anh vận chuyển chân khí vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Một nắm đấm khiến cho người phụ nữ kêu thảm thiết lùi lại, trong lúc Dương Bách Xuyên giơ tay lên bước ra một giọt máu, trong miệng mặc niệm tinh huyết chú, búng ngón tay vung lên, giọt máu bay về phía cô ta. Mà lúc này anh vừa muốn kích nổ máu, lại phát hiện người phụ nữ đối mặt với một giọt máu huyết của mình cười quỷ dị, vậy mà mở miệng nuốt xuống một ngụm. Lúc này vẻ mặt Dương Bách Xuyên cổ quái nhìn, ngược lại dừng tay. Người phụ nữ tà tính vươn đầu lưỡi liếm môi một chút nói, quả nhiên là tinh huyết tinh thuần tu chân giả, vô cùng mỹ vị, nếu như hút khô toàn bộ tinh huyết của cậu chắc chắn có thể khiến cho tu vi trở lại thời kỳ đỉnh phong. Nhìn cô ta lúc này vẫn không có nhìn Dương Bách Xuyên vào trong mắt, vừa rồi bị chân hỏa Dương Bách Xuyên thiêu đốt một chút, dường như cho là sơ suất, không thèm để ý chút nào. Dương Bách Xuyên híp mắt nói, người biết tu chân giả. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng nói, tên nhóc nói nhảm. Nhưng mà lão nương không thèm để ý, nghĩ đến cùng cậu cũng chỉ là một hậu duệ truyền thừa sơn hải giới ở địa cầu mà thôi, mới chỉ là cảnh giới trúc cơ một tầng, mà uy lực một trưởng phát huy ra thực lực trúc cơ tầng 5, cậu lấy được công pháp và chiến kỹ không tệ. Nhưng ở trước mặt Hồng Phật tôi vẫn là con kiến hôi, nói thật cho cậu biết tu vi đỉnh phong của lão nương chỉ cần một ngón tay có thể đè ép cậu, chỉ là hiện tại khôi phục tu vi mà thôi. Nếu không phải lúc trước cậu chém giết ma nô của lão nương, thì bây giờ lão nương đã trở về kim đan. Cậu đáng chết, cái con quỷ nhỏ kia càng đáng chết, thôn phệ ma tinh lão nương mấy trăm năm, hôm nay lão nương thôn phệ cậu, lại đi thôn phệ đám quỷ tu kia, chắc chắn có thể trở về kim đan, tên nhóc nhà cậu thức thời ngoan ngoãn để lão nương hút máu của cậu, có thể lưu lại một cái mạng nhỏ cho cậu. Trong giọng nói của người phụ nữ nà tràn đầy điên cuồng, ý tứ hoàn toàn là một bộ dáng ăn chắc Dương Bách Xuyên. Mà trong lòng Dương Bách Xuyên cũng khiếp sợ, từ trong miệng người phụ nữ tự xưng là Hồng Phật này, hình như anh đã nghe rất nhiều tin tức. Cô ta biết Sơn Hải Giới, miệng luôn nói trở về kim đan, hơn nữa muốn hút khô máu huyết của mình, lại luyện hóa Thu Nhi, nói cách khác Thu Nhi quả nhiên còn chưa chết, cô ta muốn luyện hóa Thu Nhi tạm thời không thể chịu đựng được. Không nghi ngờ gì nữa. Người phụ nữ này là một người đến từ Sơn Hải Giới. Nghĩ tới đây Dương Bách Xuyên hỏi, cô là tu chân giả đến từ Sơn Hải Giới. Không sai, chuẩn xác mà nói lão nương chính là tu ma giả, đại đường liền đi tới chỗ các cậu, cũng bị một lão vương bát đản phá hỏng chuyện tốt, chờ sau này tu vi lão nương trở lại đỉnh phong chắc chắn phải bầm thây vạn đoạn lão bất tử kia. Tên nhóc hiếu kỳ tôi đã thỏa mãn cậu, hiện tại ngoan ngoãn lại đây để lão nương hút máu. Chỉ cần cậu nghe lời, lão nương cam đoan lưu lại một mạng cho cậu, ngày sau còn có thể mang cậu tiến vào Sơn Hải Giới, đâu mới là sân khấu của tu chân giả. Bộ dạng của Hồng Phật tràn ngập khẩn cấp, nhào tới Dương Bách Xuyên, mạch máu bán buôn toàn thân cô ta bại lộ ra, dường như da muốn nứt ra, nhìn vô cùng khủng bố, một cỗ khí tức mạnh mẽ cũng từ trong mạch máu của cô ta tản ra, vô cùng mạnh. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên lại híp mắt vẻ mặt đùa giỡn nở nụ cười nói. Sơn Hải Giới mà thôi, đối với tôi mà nói cũng chỉ là một vùng đất xa xôi hẻo lánh, còn tưởng rằng cô có bao nhiêu kiến thức, thì ra chỉ là ma đạo của Sơn Hải Giới, yêu nữ không đúng, có lẽ nên gọi cô là ma nữ, hiện tại trò chơi chấm dứt đi. Dương Bách Xuyên nói xong hừ lạnh nói, tinh huyết hỏa chú, đốt. Lấy một thân tu vi trên huyết dịch cắn nuốt tinh huyết của mình, tinh huyết của bản thân lại có thể dễ dàng cắn nuốt như vậy sao? Tinh huyết chú của Dương Bách Xuyên chính là vu thuật cổ xưa, sư phụ Vân Thiên Tà cũng từng nói vu thuật ở Hạo Hải tu chân giới đều đã bị thất truyền. Ma nữ này thật không biết sống chết, thật sự cho rằng có thể giết tôi sao? Dương Bách Xuyên ở trong lòng cười lạnh, anh dẫn hỏa tinh huyết. Sau khi ma nữ Hồng Phật nghe được lời nói của Dương Bách Xuyên chỉ cười lạnh nói, trong cơ thể bổn cô nương tôi đây chính là tinh huyết bất hủ, chút pháp thuật nhỏ đó của anh thì có thể làm gì tôi? A hát. Vốn dĩ, cô ta nhìn thấy đầu ngón tay Dương Bách Xuyên thi triển máu huyết nên chỉ cho rằng đấy là pháp thuật nhỏ nhoi của tu chân giả, hoàn toàn dửng dưng không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ để câu nói không sợ hãi ra khỏi miệng cảm thấy không thích hợp, toàn thân tinh huyết nóng lên, vội vàng thi triển hóa giải pháp thuật, nhưng dường như không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại trong người càng lúc càng nóng, toàn thân đều đau lên, kêu thảm một tiếng lập tức ngã xuống đất. Anh! Pháp thuật này là gì? Vẻ mặt Hồng Phật hoảng sợ. Còn thủ đoạn gì nữa không? Ta đây sẵn lòng lĩnh giáo. Dương Bách Xuyên cười lạnh nói, Ngô Mặc Thu ở đâu? Ma nữ Hồng Phật cười lạnh.
Dương Bách Xuyên vừa nhìn, đúng là cứng miệng, được, cô không phải là thích máu của tôi sao? Tôi cho cô uống đủ. Nói xong đầu ngón tay Dương Bách Xuyên lại bước ra một giọt máu huyết, trong miệng chậm rãi nói, thượng vi thiên, hạ vi địa, phù đương lập thiên địa, tinh huyết vi dẫn, mộc pháp chú thuật, sinh Dương Bách Xuyên tu vi trúc cơ sau đó, liền cảm giác bốn chú thuật khác trong vu thuật hẳn là cũng có thể thi triển ra, thử một chút mộc chú thuật, quả nhiên thành công. Một giọt máu huyết này trực tiếp chui vào lông mày ma nữ Hồng Phật, lập tức trong miệng cô ta phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không, a hát a hát. Chỉ thấy từ trong cơ thể của ma nữ Hồng Phật chậm rãi sinh trưởng ra từng gốc cây cỏ nhỏ xanh biếc u ám, sinh trưởng thêm một tấc thì chính là một trận kêu thảm thiết không phải người của ma nữ. Mau nói cho tôi, Ngô Mặc Thu ở đâu, nếu không cỏ trong cơ thể sinh trưởng đến 7 tấc hóa thành cây cối, cô sẽ hóa thành chất dinh dưỡng của nó. Dương Bách Xuyên vừa nói chuyện vừa dùng tay bóp pháp quyết. Lúc này cỏ nhỏ trên người ma nữ Hồng Phật mọc ra rất nhiều, đều sinh trưởng đến 3 tấc. Dựa theo lời giới thiệu trong vu thuật 7 tấc sau đó cỏ nhỏ sẽ hóa thành cây cối, hút khô cạn những chất dinh dưỡng trong cơ thể. Đương nhiên có phải là như vậy không, Dương Bách Xuyên không chắc chắn, bởi vì tu vi của anh có hạn, có thể làm cho cỏ nhỏ sinh trưởng 3 tấc đã là cực hạn thi pháp của anh, nói như vậy chỉ để hù dọa ma nữ Hồng Phật. Nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Đừng đừng, tôi nói. Hồng Phật hoảng sợ cầu xin tha thứ, chính xác là cô ta đã cảm thấy sợ hãi. Dương Bách Xuyên không biết thi triển tà pháp gì, không ngờ ngay cả huyết mạch năng lượng của cô ta cũng không chống lại được, thật đúng là sợ cỏ nhỏ hóa thành cây cối. Cô ta thử kháng cự, nhưng rất khó để thành công, ở trong lòng đều nghĩ là bởi vì tu vi quá yếu, nếu cô ta hồi phục thời kỳ đỉnh phong của mình, chút pháp thuật này của Dương Bách Xuyên, chỉ cần phất tay là có thể hóa giải, đáng tiếc cô ta hiện tại là trúc cơ kỳ tầng 6, căn bản không đối phó được tà pháp của Dương Bách Xuyên. Cho nên cô ta liền cảm thấy sợ hãi, liên tục mở miệng cầu xin tha thứ. Hừ nói, Dương Bách Xuyên hừ lạnh. Trước tiên anh phải giải trừ hết cỏ trên người tôi đã. Ma nữ Hồng Phật nói. Bây giờ vẫn còn mạnh miệng bàn điều kiện với tôi, có tin tôi cho cô biết thế nào là lợi hại không? Dương Bách Xuyên vừa nói một tí liền muốn thử làm phép pháp. Đừng đừng đừng, tôi nói là được, cô gái kia bị tôi phong ấn ở trong phòng ông Đàm. Hồng Phật chỉ vào Bình Phương nói. Dương Bách Xuyên dùng linh thức đảo qua, quả nhiên dưới gầm giường Bình Phương phát hiện một cái hắc sắc văn đàn, mặt trên dán một đạo phù chú. Vô cùng lo lắng cho Ngô Mặc Thu, cũng không biết tại sao cô lại bị ma nữ phong ấn trong bình, trong lòng một trận lo lắng, vội vàng đi vào trong nhà gỗ. Bây giờ trong cơ thể ma nữ Hồng Phật còn có 2 giọt tinh huyết phù thuật của mình, cũng không sợ cô ta chạy trốn. Dương Bách Xuyên chạy vào Bình Phương cầm cái bình từ dưới gầm giường lên. Cái bình này chính là một cái bình nhỏ cao nửa thước. Ma nữ Hồng Phật có thể phong ấn Ngô Mặc Thu vào, có thể bởi vì Ngô Mặc Thu là linh thể quỷ tu, không có thân thể, thật ra chính là năng lượng thể, mới có thể phong ấn cô vào. Vận chuyển chân khí trên tay thật cẩn thận xé rách bùa chú trên bình, chân hỏa vừa động thiêu thành cho tàn. Sau khi mở bình, một luồng năng lượng xám xịt bay ra. Trong nháy mắt hóa thành Ngô Mặc Thu. Chủ nhân Ngô Mặc Thu khó khăn phát ra một tiếng kêu rất suy yếu. Thu Nhi, cảm thấy như thế nào? Dương Bách Xuyên vội vàng đỡ lấy cô, trong mắt anh lúc này linh thể Ngô Mặc Thu vô cùng mờ nhạt, tựa như trong suốt, rất rõ ràng cô từng bị ma nữ Hồng Phật tra tấn, rất có thể thi pháp của ma nữ lên Thu Nhi đã hấp thu năng lượng của cô. Chủ nhân, Thu Nhi vô dụng. Phải để chủ nhân khổ tâm rồi. Đừng nói chuyện Dương Bách Xuyên không biết trợ giúp Thu Nhi như thế nào, cuống quýt dùng chân khí của mình để truyền chân khí vào trong cơ thể cô, nhưng dường như vô dụng. Phương pháp tu luyện của quỷ tu hoàn toàn khác với tu chân giả, cô là linh thể, linh khí trời đất mà cô hấp thụ đều là âm sát linh khí, chân khí của anh không có tác dụng. Nhưng nhìn dáng vẻ suy yếu không chịu nổi của cô, Dương Bách Xuyên thật đau lòng. Mặc kệ như thế nào cũng phải thử xem, phải nghĩ biện pháp để cho Thu Nhi khôi phục, cứ tiếp tục như vậy, Dương Bách Xuyên chỉ sợ xô sẽ thật sự hồn phi phách tán. Trong lòng vừa nghĩ liền nhớ đến nước sinh mệnh, cũng không biết có tác dụng hay không, anh vẫn lấy ra một giọt từ bình càn khôn để cho Ngô Mặc Thu há miệng nuốt vào. Ngay sau đó, một cảnh kỳ diệu xuất hiện. Nước sinh mệnh tạo hóa lại lần nữa xuất hiện, chứng minh nước sinh mệnh cũng có tác dụng với quỷ tu giả.
chỉ thấy sau khi Ngô Mặc Thu uống xong một giọt nước sinh mệnh, toàn thân toát ra vầng sáng xám xịt. Một luồng sức mạnh cường đại từ trên người cô truyền đến. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng, Thu Nhi phải tu luyện rồi. Ngô Mặc Thu nói xong, không kịp giải thích với Dương Bách Xuyên liền ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện, nhìn qua nước sinh mệnh có tác dụng rất lớn đối với cô. Được, hãy tu luyện thật tốt, anh sẽ ở đây hộ pháp cho em. Trong lòng Dương Bách Xuyên thả lỏng, chỉ cần Thu Nhi không có chuyện gì là tốt rồi, cảm thán một chút nước sinh mệnh thần kỳ tạo hóa, tiện tay đem cậu thanh niên bị ma nữ Hồng Phật một cái tát ngất đi ở góc phòng đi ra khỏi phòng, anh muốn ở bên ngoài hộ pháp cho Thu Nhi. Thu Nhi đã thuận lợi tìm được, cũng đã đến lúc báo thù cho Thăng Long và Cổ Tư Lạc. Bên ngoài ma nữ Hồng Phật, mặc kệ cô ta là ma, hôm nay đều phải giết cô ta để báo thù cho hai người. Người Vân Môn không thể chết vô ích. Sau đó, khi Dương Bách Xuyên trong tay xách cậu thanh niên đi ra ngoài, cũng thấy được phù thuật sinh ra cỏ nhỏ trên người ma nữ đều biến mất. Mà lúc này toàn thân ma nữ đều mơ hồ hiện ra mạch máu ở dưới da, tản ra vầng sáng đỏ thẫm, nhìn qua giống như cô ta đang hóa giải phù thuật của mình. Dương Bách Xuyên kinh hãi, đem cậu thanh niên trong tay ném xuống đất, giận dữ quát ma nữ, còn dám phản kháng, chịu chết đi. Trong cơn giận dữ nâng bàn tay lên muốn một chưởng đánh chết cô ta. Không qua một khắc sau, một cảnh xuân bất ngờ xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Trong tai chỉ nghe thấy một tiếng rầm rầm, ma nữ nũng nịu nói, cỏ nhỏ của anh làm người ta thấy rất đau chỉ muốn nhổ nó đi thôi, cần gì phải khẩn trương chứ. Người ta đã như vậy, còn có thể chạy sao? Lời nói đi ra từ trong miệng ma nữ đều khiến xương cốt của Dương Bách Xuyên mềm nhũn cả ra, Dương Bách Xuyên liền ngây người. Đương nhiên không chỉ dừng lại ở giọng nói khiến xương cốt mềm nhũn, thật không ngờ ma nữ này liền đưa tay xé rách bộ đồ trên người cô ta. Ở trước mặt Dương Bách Xuyên bày ra một vóc người nóng bỏng, mạch máu trên người cô ta dần dần ẩn đi nhường chỗ cho làn da trắng nõn như ngọc, tác phẩm nghệ thuật siêu cấp nóng bỏng hiện ra trước mặt anh. Đây mới là nguyên nhân Dương Bách Xuyên dừng lại. Nhìn con thỏ trắng ngạo nghễ của ma nữ, cùng đôi chân dài có thể chơi cả đời kia, di tích trần trụi đều lộ ra hết, những thứ không nên xem đều hiện ra dưới tầm mắt. Cả miệng lưỡi Dương Bách Xuyên trong phút chốc liền cảm thấy khô khốc, trong lòng thầm nghĩ, ngoan ngoãn đi, cái này đặc biệt là muốn cho ông đây chơi mỹ nhân kế sao. Cổ họng anh lúc này nuốt thẳng ra nước bọt, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiết Tấu không thể rời đi. Quan trọng hơn là nhìn đôi mắt đầy ma tính của ma nữ, cả người Dương Bách Xuyên tựa như đều bị hãm vào. Ma nữ Hồng Phật nhìn Dương Bách Xuyên càng ngày càng mỉm cười mê người, nhưng trong lòng cô ta lại sốt ruột như lửa đốt, lúc này cô ta đang âm thầm thi triển pháp thuật, mấu chốt chính là hóa giải vô thuật của Dương Bách Xuyên, không nghĩ tới Dương Bách Xuyên từ trong phòng đi ra lại nhanh như vậy, còn thiếu một chút thời gian, không có biện pháp chỉ có thể dùng mỹ nhân kế. Với sự hiểu biết của cô ta đối với toàn bộ đàn ông trong thiên hạ, mỹ nhân kế là có tác dụng nhất. Trong lòng âm thầm nói, đều bị tên nhóc nhà ngươi chiếm tiện nghi, đợi lát nữa bổn cô nương đây hóa giải pháp thuật trong cơ thể, khiến cho ngươi đẹp mắt. Trong lòng ma nữ Hồng Phật âm thầm nghĩ, trong hai mắt không ngừng thi triển pháp thuật quyến rũ, trên mặt ngày càng lộ rõ nụ cười gian tà. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ma nữ thật sự có một sự quyến rũ, anh miệng khô lưỡi khô. Nhưng mà, đúng lúc này bình càn khôn trên cánh tay trái của anh lại nóng hẳn lên. Lần này giống như là cảnh cáo, ngay lập tức khiến cho trong lòng Dương Mỗ kinh ngạc, khi anh phản ứng lại mới biết bản thân bị ma nữ dùng mỹ nhân kế. Cô ta không dùng cơ thể để mê hoặc, mà chính là có thể xé nát quần áo trong nháy mắt, tu vi trúc cơ kỳ của anh có thể kháng cự lại sự mê hoặc về sắc này. Mấu chốt là cơ thể chỉ là một điểm dẫn. Trọng điểm là Dương Bách Xuyên nhìn hai tròng mắt của ma nữ Hồng Phật, thân thể hấp dẫn cộng thêm hai tròng mắt cô ta đang thi triển thuật mê hoặc. Để cho ý nghĩ muốn giết cô ta của Dương Mỗ tình nguyện biến mất. Nhưng mà, nói cho cùng tóm lại bản thân anh vẫn háo sắc một chút, không nhìn được thân thể người ta mà cũng có thể bị mê hoặc sao. Cũng may là có sự cảnh cáo của bình càn khôn bình trên cánh tay trái giúp cho anh tỉnh táo lại. Ngay lập tức giận dữ, ma nữ. Cô dám ra tay với tôi, ngày hôm nay cho dù cô có xinh đẹp hay đặc biệt như thế nào thì cô cũng phải chết. Sau khi tỉnh táo lại, Dương Bách Xuyên không chút do dự đánh một chưởng về phía ma nữ Hồng Phật đang nằm trên mặt đất.
Mà trong lòng Hồng Phật lúc này lại dấy lên một trận không cam lòng, cô ta chỉ cần có thêm một chút thời gian nữa là có thể sử dụng pháp thuật trong cơ thể để hóa giải, quan trọng là có thể thi triển một chiêu cấm thuật, cho Dương Bách Xuyên một đòn nguy hiểm. Không nghĩ tới tên nhóc này có thể phản ứng lại nhanh như vậy. Chỉ có thể cắn răng thúc giục cấm thuật, hóa giải pháp thuật trong cơ thể bị Dương Bách Xuyên thi triển lên, lúc này cũng không nghĩ có thể khiến cho Dương Bách Xuyên trọng thương, nhưng chạy trốn vẫn quan trọng hơn. Bị Dương Bách Xuyên hạ pháp hơn nữa còn phải âm thầm vận dụng cấm thuật, lần này chắc chắn cô ta sẽ bị trọng thương nghiêm trọng, có thể chạy trốn đã là tốt rồi. Lúc Dương Bách Xuyên đáng xuống, trong miệng ma nữ Hồng Phật phát ra một tiếng thét dài, gào. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên lại nhìn thấy mạch máu trên toàn thân ma nữ này lại bắt đầu bạo khởi lần nữa, nhưng khác nhau lại là mạch máu của cô ta đột nhiên nổ tung hết tất cả. Rầm rầm. Sau một loạt các va chạm mạnh mẽ, từng phần máu từ trên người yêu nữ bạo liệt. Giống như một làn khói mây mù. Dương Bách Xuyên biết tu vi của bản thân ma nữ đều ở trong máu, cũng không dám tùy tiện tiếp xúc, vội vàng lùi về phía sau. Đúng lúc này anh nhìn thấy một bóng dáng trong màn sương máu đột nhiên bay lên, trong nháy mắt đã ở giữa không trung mấy chục mét. Bên tai cũng truyền đến giọng nói hận không thể băm anh ra vạn đoạn của ma nữ, Dương Bách Xuyên, bà đây sẽ nhớ kỹ anh. Món nợ này chờ đến khi tu vi của bà đây khôi phục trở lại thời kỳ đỉnh phong, sẽ tìm anh từ từ tính sổ, bà đây sẽ làm anh thịt nát xương tan. Ma nữ Hồng Phật hận Dương Bách Xuyên thấu xương, vừa rồi thi triển cấm thuật, hao hết tu vi tích lũy của cô ta trong khoảng thời gian này tới nay, phải quyến rũ bao nhiêu tiểu thịt tươi có thể bổ sung a. Dương Bách Xuyên không nghĩ tới ma nữ có thể hóa giải vu thuật của mình nhanh như vậy, nhìn thấy ma nữ bay đi, muốn đuổi theo. Nhưng ngẫm lại Ngô Mặc Thu còn đang khôi phục, anh vẫn dừng lại. Ma nữ này vô cùng quỷ dị, ai biết còn có thủ đoạn gì nữa, nhớ khi rời đi, để cho Ngô Mặc Thu gặp chuyện không may, đều sẽ phải hối hận. Chỉ có thể oán hận nhìn bầu trời đêm ma nữ Hồng Phật rời đi. Người phụ nữ này chắc chắn sẽ trở thành đại họa, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ cô ta mới được. Cô ta là tu ma giả đến từ Sơn Hải Giới. Tu vi đỉnh phong là kim đan, hiện tại có thể phi hành, nói cách khác tu vi của cô ta đã là trúc cơ kỳ tầng 6, tình huống của ma nữ tương tự, có cùng tình huống với chị em Lục Tuyết Hy, đều là tình huống tu vi bị thụt lùi. Nhưng mà hai chị em Lục ra đi chính đạo để khôi phục tu vi, mà ma nữ Hồng Phật lại đi ngược lại chính là tà đạo, chỉ cần đêm nay hút máu tiểu thanh niên là có thể nhìn ra, cô ta ma tính cỡ nào. Mà cảnh giới bản thân Dương Bách Xuyên lại là trúc cơ kỳ một tầng. Nhưng ở trong miệng ma nữ và tiểu tiên lão đầu thực lực có thể phát huy đến trúc cơ tầng 5, nếu như cộng thêm pháp thuật vân vân, cũng có thể đối phó với một trúc cơ tầng 6 hoặc có thể là nói tiên thiên tầng 6. Trước khi đi, ma nữ Hồng Phật hận anh ở đáy lòng, đồng thời Dương Bách Xuyên cơi ma nữ trở thành đại họa trong lòng. Loại kẻ thù như này là nguy hiểm nhất, núp ở chỗ tối, lại là lão yêu quái đi ra từ Sơn Hải Giới sống đến bây giờ. Làm việc cũng sẽ không giống như võ giả cổ, ra tay bình thường. Tóm lại nữ ma đầu này phải tương đối cẩn thận đề phòng mới được, quay đầu lại tìm Ngô Nam vận dụng lực lượng thần long đàm tìm kiếm một chút. Dương Bách Xuyên nhìn bầu trời đêm, trong tai truyền đến một tiếng hừ hừ, cũng phát hiện tiểu thanh niên đang hôn mê ở một bên tỉnh lại, sau đó lại ngẫm lại dưới chân khẽ đá qua một viên đá nhỏ lần thứ hai đánh hắn ngất xỉu, chuyện đêm nay vẫn không cho hắn ta biết thì tốt hơn. Người tốt làm đến cùng, Dương Bách Xuyên nhấc tiểu thanh niên lên đặt ở trong xe của anh, nếu không sau buổi tối, sẽ bị lạnh chết. Nhìn Ngô Mặc Thu còn đang khôi phục, quan sát khí tức của cô ấy càng vững chắc, linh thể cũng càng ngày càng ngưng tụ lại, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng yên tâm. Tạo hóa của nước sinh mệnh thần kỳ lại thể hiện ra một lần nữa, đêm nay sử dụng lên người Ngô Mặc Thu, khiến cho Dương Bách Xuyên phát hiện quỷ tu cũng có thể sử dụng nước sinh mệnh. Có lẽ nước sinh mệnh thần kỳ còn có thể dùng ở càng nhiều nơi, những thứ này đều cần anh phải chậm rãi đi tìm hiểu. Chờ đến khi trở về, cho Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ mỗi người một giọt, cũng để cho hai người bọn họ được thơm lây, ba quỷ tu thật sự giúp anh làm rất nhiều chuyện. Trong lúc ở bên ngoài chờ Ngô Mặc Thu, Dương Bách Xuyên nhàm chán tản linh thức ra ngoài, muốn xem ma nữ Hồng Phật kia còn có ở phụ cận gây họa cho con người hay không. Ao cá và nhà ở đây rõ ràng sẽ không phải là của cô ấy, rất có thể chủ sở hữu ban đầu đã bị giết bởi cô ta. Khi linh thức phóng thích ra ngoài, các loại tình huống cách 900 mét đều hiện ra trong đầu anh,
nhưng cũng không có phát hiện gì. Sự khác biệt duy nhất là ao cá trước mắt. Trong lòng vừa động, Dương Bách Xuyên để linh thức đi về phía ao cá. Ở giây tiếp theo, cả người Dương Bách Xuyên chấn động, hai tay khớp xương nắm chặt lại cạch rung động. Bởi vì anh nhìn thấy 8 thi thể dưới ao cá sâu 3 mét, ngoại trừ một người trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi ra, còn lại đều là thanh niên 18-19 tuổi. Trạng thái trên người mỗi người đều là da bọc xương, máu toàn thân đều bị hút khô. Rất rõ ràng có lẽ là đều là người bị ma nữ Hồng Phật tàn sát sau đó vứt hết xuống ao cá. Nghiệt chướng lần sau gặp phải chắc chắn sẽ diệt trừ cô. Dương Bách Xuyên âm trầm tự nói. Suy nghĩ một chút, tìm tờ giấy viết xuống xe của thanh niên được cậu cứu, chờ cậu tỉnh lại đi báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý. Hơn một giờ sáng, giọng nói của Ngô Mặc Thu vang lên từ phía sau Dương Bách Xuyên, tiên sinh. Trong đầu đang nghĩ đến thi thể trong ao cá và ma nữ chạy trốn, xuất thần không cảm thấy Ngô Mặc Thu đi ra phía sau, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Mặc Thu đang đứng ở phía sau. Giờ phút này Ngô Mặc Thu cho Dương Bách Xuyên cảm giác rất khác so với trước kia, nhìn khuôn mặt tinh điêu ngọc mài của cô ấy khiến cho tim anh có hơi đập nhanh hơn. Trang phục Ngô Mặc Thu mặc thuộc cổ trang mà cô ấy biến ra, cho Dương Bách Xuyên cảm giác đó là một thiếu nữ u hồn. Xinh đẹp vô cùng. Một giọt nước sinh mệnh không chỉ làm cho cô ấy khôi phục thương thế, dường như càng có thể ngưng thật trên linh thể, trước kia nhìn thân thể cô ấy tuy rằng không có khác gì người bình thường, nhưng tóm lại vẫn có cảm giác như ảo ảnh. Nhưng bây giờ nhìn vào, đó là một cơ thể thật sự. Cảm giác khí tức tu vi của Ngô Mặc Thu cũng là trúc cơ một tầng, đây là điều này vô cùng không bình thường. Hiện tại toàn bộ Vân Môn, ngoại trừ Tử Tiên Lão Đầu và anh, thì cũng chỉ có Ngô Mặc Thu có tu vi là trúc cơ một tầng. Lúc nhìn chằm chằm Ngô Mặc Thu đỏ mặt một chút rồi nhẹ giọng hô tiên sinh. A hát, âu, vậy là em đã hồi phục, Dương Mỗ mới tỉnh lại từ trong mộng. Còn phải cảm ơn tiên sinh đã ban cho tạo hóa, thương thế Thu Nhi hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi lại tiến thêm được một bước, ít ngày nữa có thể đột phá, tiên sinh ban thưởng tạo hóa làm cho Thu Nhi có thân thể chân linh. Ngày sau Thu Nhi cũng giống như người bình thường, có được thân thể bình thường, có thể ăn uống thức ăn. Ngô Mặc Thu càng nói càng vui vẻ. Diện mạo của cô ấy là 18-19 tuổi, ở trong mắt Dương Bách Xuyên vẫn là một tiểu loli. Nhìn cô ấy vui vẻ cười, Dương Bách Xuyên càng nhìn càng thích. Nghe cô ấy nói một giọt nước sinh mệnh có thể cho cô ấy có thân thể chân linh gì đó, dù sao về sau cũng giống như người bình thường có được thân thể, đây là chuyện tốt. Mỉm cười nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, lần này sau khi về ba người các em trở về tổng bộ Vân Môn tu luyện đi. Thu Nhi vô dụng, khiến cho tiên sinh lo lắng. Ngô Mặc Thu nghĩ đến tiên sinh bảo cô trở về tổng bộ Vân Môn tu luyện chính là ghét bỏ cô ấy không có bản lĩnh, ngay lập tức trong lúc nói chuyện đều mang theo nức nở. Sao còn khóc, ý của anh là để cho các em tu luyện thật tốt ở Vân Môn sau này anh còn phải dựa vào em để bảo vệ an toàn của San San. Hơn nữa San San cũng ở nhà, Cố Đô bên này anh tự có sắp xếp, đừng suy nghĩ nhiều, đi một chút, chúng ta về biệt thự rồi nói sau, Kiều Phúc đang rất lo lắng cho em, nếu em trở về anh ta chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Dương Bách Xuyên theo bản năng an ủi kéo tay Ngô Mặc Thu. Sau khi anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngô Mặc Thu, thật sự là cho anh một loại cảm giác rất chân thật. Thật sự rất là chân nhân, chỉ là cảm giác có hơi lạnh lẽo. Nhưng mà cảm giác sờ bàn tay nhỏ bé của cô ấy thật sự không tồi. Ngô Mặc Thu bị Dương Bách Xuyên cầm tay sắc mặt đỏ hồng thấp giọng ừ một tiếng, đi theo phía sau Dương Bách Xuyên đi. Hai người lên xe sau đó đi thẳng về biệt thự. Lúc đến biệt thự đã là 2 giờ sáng, để Kiều Phúc yên tâm Dương Bách Xuyên đã dẫn Ngô Mặc Thu đến mật thất. Sau khi thấy Ngô Mặc Thu trở về, Kiều Phúc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong miệng lẩm bẩm có thể ăn nói với Ngô Mặc Hạ rồi. Anh ta vô cùng biết ơn Dương Bách Xuyên, nên càng trung thành hơn. Dương Bách Xuyên có thể hiểu được Kiều Phúc, vì bản thân anh cũng là người đặt người thân bạn bè ở trong lòng. Ngược lại thấy rất thưởng thức loại lo âu này của Kiều Phúc. Nên cũng ban thưởng cho Kiều Phúc một giọt nước sinh mệnh. Để anh ta khôi phục vết thương cho tốt. Hiệu quả của nước sinh mệnh đối với linh tu đã thể hiện trên người Ngô Mặc Thu, một giọt nước sinh mệnh đủ để cho Kiều Phúc hoàn toàn khôi phục, còn có thể giúp anh ta thành thân thể chân linh,
thiên phú tu luyện ngày sau chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Sau khi Ngô Mặc Tu ra khỏi mật thất, Dương Bách Xuyên để Ngô Mặc Thu đi chọn một phòng để ở trước, bây giờ cô là thân thể chân linh, cũng nên hưởng thụ cuộc sống giống người bình thường. Còn anh thì trở về phòng tầng 3, vốn định gọi điện thoại cho nhóm Độc Cô Vô Tình và Lục Tuyết Hy, nhưng lại bận rộn đến rạng sáng, nghĩ vẫn là thôi, đợi ngày mai rồi nói. Về đến phòng, Dương Bách Xuyên không tu luyện mà ngồi trước bệ cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn sao trên bầu trời, trong lòng nghĩ dự định tiếp theo. Thu Nhi và Kiều Phúc coi như không sao rồi, thù của Đường Long và Cổ Tư Lạc chưa báo được, nhưng kẻ thù là ma nữ Hồng Phật, điều này đã xác định. Tối nay bị cô ta mê hoặc, để cô ta chạy trốn, thấy hơi tiếc, nhưng lần sau Dương Bách Xuyên tuyệt đối sẽ không để cô ta chạy trốn là được. Bây giờ đi tìm ma nữ chẳng khác nào mò kim đáy biển, trải qua chuyện lần này, ma nữ Hồng Phật chắc chắn sẽ rất cảnh giác, sẽ không dễ dàng để anh tìm được, không chừng lúc này cô ta đã rời khỏi Cố Đô rồi. Đối với ma nữ chỉ có thể để ngày mai gọi điện thoại cho Ngô Nam phát động lực lượng của Thần Long Đàm tìm kiếm thôi. Chuyện này tạm thời kết thúc. Chuyện cấp bách tiếp theo có hai cái, sắp đến cuối năm, anh đã đồng ý với Bách Sơn đến Võ Đăng một chuyến, giúp đỡ chuyện tranh chấp nội bộ Võ Đăng hắn ta. Chuyện thứ hai chính là chuyện của Hạ Lộ, theo anh suy đoán hoặc là Hạ Lộ đến đạo thành của vị đạo sĩ nhận nuôi cô, hoặc chính là về quê hương Trường Giang cô sinh ra. So với việc đến Võ Đăng, trong lòng Dương Bách Xuyên thấy sốt ruột nhất chính là Hạ Lộ, đến Võ Đăng còn có thời gian. Nhưng tìm kiếm Hạ Lộ lại không thể chậm trễ. Hạ Lộ chặn hai cao thủ tiên thiên lớn của Thần Tông và Âm Nguyệt Môn cho anh, giải quyết thế lực của Xương Hoa Trung Quốc cho anh, những chuyện này đều có như là ân tình lớn. Trong lòng anh thầm nghĩ cho dù là sống hay chết cũng nhất định phải cứu người cá đẹp Hạ Lộ này. Ngoài ra chính là chuyện của Liễu Linh Linh, nhưng xa tận chân trời, dù anh muốn biết tình hình của Liễu Linh Linh cũng không có cách nào. Hơn nữa lâu như vậy rồi. Cách thời gian quỷ hút máu rút chạy trốn đã qua hơn một tháng, nếu cô ta thật sự gây bất lợi cho Liễu Linh Linh, hoặc muốn uy hiếp anh e là đã hành động rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn không có động tĩnh, không có động tĩnh chính là chuyện tốt, chứng tỏ chắc Liễu Linh Linh vẫn an toàn. Đợi làm xong chuyện bên này, anh sẽ đến nước Pháp một lần, tìm Liễu Linh Linh về. Còn cả chuyện của ba mẹ, bà nội đã lớn tuổi rồi, Dương Bách Xuyên biết trong lòng bà nội vẫn luôn có ba. Hơn 10 năm chết không thấy người sống không thấy xác, trong lòng bà chắc chắn có vướng mắc. Dương Bách Xuyên chưa nói gì với bà nội về chuyện ba mẹ biến mất ở sa mạc Tây Vực. Trong lòng nghĩ đợi tất cả mọi chuyện kết thúc thì dẫn bà nội đến sa mạc một lần, đi tế bái ba mẹ, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện. Còn có ngày mai phải đi tìm Âu Dương Ngọc Thanh, anh đã bảo cô ấy để cô ấy nghỉ phép về Vân Môn rồi, nhưng cô ấy không về. Trong số mấy người phụ nữ chỉ có Lâm Hoan là vì công ty dưỡng sinh Vân Kỳ đang phát triển mạnh không đi được ra, ngay cả Ninh Kha là cảnh sát cũng đã về tổng bộ Vân Môn. Chỉ có Âu Dương Ngọc Thanh không có bất cứ tu vi nào là chưa về, điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên hơi không vui. Dù sao anh cũng lo cho sự an toàn của tất cả mọi người. Bây giờ tạo ra kẻ thù quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ làm liên lụy đến người bên cạnh. Mà những kẻ thù kia từng người đều là thế lực lớn mạnh. Đều có mạng lưới quan hệ phi thường, tùy tiện điều tra cũng có thể tra ra người thân bạn bè bên cạnh anh, làm sao có thể khiến anh không lo lắng. Chỉ có ở Vân Môn, có cao thủ lớn như Tử Tiên lão đầu trấn thủ, có trận pháp bảo vệ mới là an toàn, Dương Bách Xuyên mới có thể yên tâm. Còn về những kẻ địch kia, anh sẽ từ từ xử lý. Nghĩ đến vấn đề kẻ thù nhiều nhất chính là nước ngoài, Thần Tông và Âm Nguyệt Môn ở nước ngoài. Tổ chức sát thủ Xương Hoa cũng tức là gia tộc của quỷ hút máu rút cũng không ở Trung Quốc. Chỉ là nhà họ Diệp và nhà họ Mã là kẻ thù, nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên và Vân Môn đã không còn ở trên cùng một vạch xuất phát với hai nhà Diệp Mã nữa, cho bọn họ gan cũng không dám đến chống đối Vân Môn. Có điều, trong các tông môn có thế lực mạnh mẽ cổ xưa của Trung Quốc, có một thế lực Dương Bách Xuyên còn hận hơn cả Thần Tông và Âm Nguyệt Môn, Thanh Thành. Sau đạo tràng Vu Hàm, Đại hội Võ Vổ, chính là nguyên thần tử tung tin cho Thần Tông và M. Nguyệt Môn ở nước ngoài, nên hai thế lực lớn mới có thể phái cao thủ tiên thiên đến gây phiền phức cho anh. Cũng là Hạ Lộ đã ngăn chặn thay anh, khiến cho Hạ Lộ bị thương nặng, không rõ tung tích. Cho nên trong lòng Dương Bách Xuyên đã treo Thanh Thành lên số 1, cho nguyên thần tử vào trong danh sách gặp mặt là phải giết.
Ngay lúc Dương Bách Xuyên đang ngồi trước cửa sổ nghĩ chuyện trong lòng, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên. Tiên sinh, anh đã nghỉ ngơi chưa? Là Thu Nhi à, vào đây đi. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, không ngờ Thu Nhi lại đến tìm anh. Cửa phòng không khóa, Ngô Mặc Thu đẩy cửa bước vào. Sao vậy Thu Nhi, có chuyện à? Dương Bách Xuyên hỏi cô, anh thấy vậy mà Ngô Mặc Thu lại mặc áo choàng tắm, một áo choàng tắm màu đỏ, cũng không biết cô tìm được ở phòng nào. Phòng cô chọn là phòng ban đầu Lâm Hoan từng ở, áo choàng tắm chắc là của Lâm Hoan, tóm lại là khiến Dương nào đó nhìn mà muốn chảy nước miếng. Sắc mặt Ngô Mặc Thu chợt đỏ, vô cùng quyến rũ, nói tiên sinh có thể dạy em mở dụng cụ tắm rửa không? Đã mấy trăm năm em không đụng vào nước rồi, rất muốn thử cảm giác tắm rửa, nhưng đồ hiện đại hóa bây giờ em không dùng được. Dương Bách Xuyên sửng sốt, vừa nghe Thu Nhi nói mấy trăm năm chưa tắm, anh rất muốn cười, nhưng nghĩ lại cũng rất đáng thương, chị em bọn họ và Kiều Phúc làm linh thể hơn 800 năm, chính là trạng thái linh hồn không có thân thể. Bây giờ bởi vì một giọt nước sinh mệnh của anh đã khiến cô có thân thể chân linh giống xác thịt, muốn tắm rửa trải nghiệm cuộc sống của người bình thường cũng là điều bình thường. Đừng nói người cổ đại mấy trăm năm như Thu Nhi không biết dùng một số thiết bị hiện đại hóa, cho dù là bản thân anh cũng có rất nhiều thứ chưa từng sử dụng thì sẽ không biết dùng. Dân tộc Trung Quốc từ khi thành lập nước mới phát triển trước sau là mấy chục năm, trong mấy chục năm cải cách này, từ ma bệnh Đông Á trong quá khứ bị các nước phương Tây khinh thường đến chèn ép, trải qua rất nhiều trắc trở. Nhưng cũng đã kiên cường trưởng thành trong trắc trở, phát triển nhanh chóng, trở thành nước lớn thế giới, khiến người Hoa toàn cầu có tôn nghiêm, giành được sự tôn trọng của bọn họ trên quốc tế. Thời đại tin tức hóa, thông minh hóa này đã xuất hiện một số dụng cụ sẽ không sử dụng quá bình thường, càng đừng nói là loại quỷ tu cổ đại như Thu Nhi. Mặc dù cô ở trong biệt thự, cũng đi theo bên cạnh em gái Dương San San, nhưng lại vẫn đều là trạng thái tàng hình âm thầm ẩn giấu, không có cơ thể bình thường, căn bản chưa từng tiếp xúc với thiết bị tắm rửa. Mà trong biệt thự của Dương Bách Xuyên đa số đều sử dụng đồ thông minh hóa, cũng khó cho cô muộn như vậy còn tìm tới. Anh có thể hiểu được cô muốn trải nghiệm hoặc là hồi tưởng lại cảm giác làm người. Dương Bách Xuyên đứng dậy, cười nói, đi, anh đi dạy em. Phòng Ngô Mặc Thu chọn cũng ở tầng 3, mỗi phòng đều có phòng tắm, rất tiện lợi. Sau khi bước vào, Dương Bách Xuyên bắt đầu dạy cô làm sao sử dụng. Em nhìn nè, cái này là nước nóng, bên này là nước lạnh, hai bên cân bằng nhiệt độ nước tạm ổn rồi. Dương Bách Xuyên chỉ công tắc nói. Ồ, ấn như vậy là được sao? Lúc Ngô Mặc Thu đã ấn công tắc xuống. Đừng, còn chưa nói xong, Dương Bách Xuyên đã bị nước tưới ướt. À, Ngô Mặc Thu cũng kêu lên, cô cũng bị nước làm ướt sũng rồi. Cô vội vàng giơ tay tắt đi, nhìn cả người Dương Bách Xuyên bị làm ướt mà hơi xấu hổ, nói tiên sinh, xin lỗi, em không để ý. Sau khi nói xong, không đợi Dương Bách Xuyên trả lời, lúc này Ngô Mặc Thu ngẩng đầu lại phát hiện đôi mắt của Dương Bách Xuyên đang nhìn chằm chằm lên người cô, hơn nữa còn đang nhìn dưới cổ. Sắc mặt cô lập tức đỏ bừng, nhỏ giọng gọi tiên sinh ư. Hôm nay là lần thứ hai Dương nào đó bị quyến rũ rồi. Lúc trước bị ma nữ Hồng Phật quyến rũ và mê hoặc, bây giờ là Ngô Mặc Thu mặc áo choàng tắm màu hồng mỏng manh, sau khi bị nước làm ướt đều dính lên người, hiện ra đường cong lả lướt. Từ lần trước sau khi Loli nhỏ nuốt ma tinh, trong một đêm đã biến thành người đẹp đầy đặn, cộng thêm tối nay đã thành thân thể chân linh giống như xác thịt chân chính, khiến cả người đều tràn đầy sức quyến rũ. Cũng không biết là làm sao, Dương Bách Xuyên phát hiện từ sau khi anh tu luyện tu chân. Có lẽ là do công pháp Chí Dương Chí Cương, nên luôn rất có dục vọng về mặt này, nếu không cũng sẽ không tệ tới mức bị ma nữ mê hoặc. Hiện giờ nhìn áo choàng tắm ướt sũng và dáng người của Ngô Mặc Thu, anh đã không ngừng nuốt nước bọt. Sau khi Ngô Mặc Thu gọi đến tiếng thứ hai, anh mới lấy lại tinh thần. À, ồ, rất xấu hổ. Có điều lúc này điều khiến anh không ngờ tới là Loli nhỏ đỏ mặt nhỏ giọng nói ra một câu, tiên sinh. Thu Nhi bằng lòng hầu hạ anh. Em mờ thanh rất nhỏ, nhưng Dương Bách Xuyên lại nghe rất rõ ràng, đầu óc nổ đoàng, không còn quản cái khác mà nhào về phía Ngô Mặc Thu. Lúc ôm Ngô Mặc Thu, trên người cô tỏa ra từng đợt lạnh giá, đây là thuộc tính của bản thân quỷ tu, hấp thụ linh khí trời đất chính là thuộc tính âm hàn. Mặc dù có thân thể chân linh, nhưng lại vẫn không có nhiệt độ cơ thể của người bình thường. Có điều chỗ nên mềm mại thì mềm mại,
Chỗ nền tinh tế thì tinh tế, xoang mũi còn truyền tới mùi cơ thể thoang thoảng, thật sự khiến Dương nào đó si mê. Lúc hôn Ngô Mặc Thu cũng mang theo sự đáp lại vụng về của loli nhỏ. Nhưng Dương nào đó lại cảm nhận được sự lành lạnh trên dưới người Ngô Mặc Thu, lửa nóng cả người cũng dần dần dập tắt. Tư duy cũng hơi tỉnh táo lại trong sự rét lạnh. Nội tâm lại nghĩ đến một vấn đề khiến anh vô cùng không tự nhiên. Thu Nhi là quỷ tu nha. Dương Bách Xuyên thở dài. Cứ cảm thấy trong lòng không qua ải này, nghĩ đến việc bạch 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 với một con quỷ, anh lại vô cùng không tự nhiên. Nháy mắt lửa nóng trong lòng đã biến mất, anh buông Ngô Mặc Thu ra. Khụ khụ, cái gì nhỉ Thu Nhi, anh về phòng trước, em tắm rửa đi. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên không đợi Thu Nhi phản ứng đã rời khỏi phòng tắm như chạy trốn, chạy một mạch về phòng của anh. Quả thật, anh là người bình thường, cửa ải tâm lý cuối cùng vẫn không qua được. Mặc dù Thu Nhi đã có thân thể chân linh giống loài người bình thường, nhưng nói cho cùng vẫn là quỷ tu, không có máu thịt chỉ có linh thể. Cho nên anh Lâm Trận đã rút lui rồi. Dương Bách Xuyên đã chạy rồi, nhưng Ngô Mặc Thu ở lại phòng tắm lại yên lặng. Một linh thể hơn 800 năm, mặc dù chưa từng có tình cảm trai gái, nhưng mấy trăm năm nay lẽ nào còn chưa từng thấy sao? Không phải loài người bình thường, nhưng lại là linh hồn của loài người, cô có suy nghĩ của bản thân, cũng có tư tưởng kỳ diệu của thiếu nữ còn xuân, có tình cảm có ý thức. Từ ngày bị Dương Bách Xuyên thu phục, trong lòng cô đã có người đàn ông này, lúc đó không biết điều này tức là gì, bây giờ lại lờ mờ hiểu được đôi chút, có lẽ chính là tình yêu mà bọn họ nói. Từ trước đến nay cô đều là một loại bảo sao làm vậy, chưa từng có bất cứ sự không hài lòng nào đối với Dương Bách Xuyên. Bởi vì trong lòng Ngô Mặc Thu biết rõ hôm nay có thể giống người bình thường, có thể được nước làm ướt sũng trên người, có thể hưởng thụ thú vui cuộc sống qua hơn 800 năm, đây đều là Dương Bách Xuyên ban cho cô. Cô cam tâm tình nguyện trả giá tất cả cho tiên sinh. Vừa rồi nháy mắt Dương Bách Xuyên quay người rời đi, trong lòng Ngô Mặc Thu đang rỉ máu. Mở vòi nước để mình tắm dưới vòi sen, cơ thể không ngừng run rẩy. Cô lẩm bẩm tự nói, tiên sinh là chê mình không có máu thịt, chỉ là một quỷ hồn nhỏ bé sao. Trong lúc nói, viên mắt của cô đã chảy ra nước mắt màu xanh da trời. Màu xanh da trời nhạt. Nhìn bản thân ở trong gương, Ngô Mặc Thu cởi áo choàng tắm ra. Một dáng người không hề thua kém người mẫu đỉnh cấp trong TV, thậm chí còn hơn. Nhưng Ngô Mặc Thu lại nhìn dáng người lung linh kiêu ngạo ở trong gương. Nói, trông đẹp hơn cũng có tác dụng gì, tiên sinh vẫn sẽ không yêu một quỷ tu như cô. Thôi bỏ đi, sau này mình phải cố gắng tu luyện hơn người khác gấp trăm gấp nghìn lần, mình phải tu luyện phong đô quyết đến đại thành, đến lúc đó tự nhiên tiên sinh sẽ thích mình thôi. Trong lúc nói, hai tay Ngô Mặc Thu lướt qua lồng ngực của mình. Dương Bách Xuyên lại không biết, anh không qua được cửa ải trong lòng, không thể đẩy ngã loli nhỏ đã tạo thành một ám ảnh tâm lý đối với cô. Cũng tạo ra một phong hiệu quỷ đế sau này. Lúc này trái tim Dương Bách Xuyên rất rối loạn, giả bộ ngồi xếp bằng trên giường, tinh thần anh không tập trung, chỉ có ngồi vậy mới có thể khiến tâm hồn không bình tĩnh ổn định lại. Ngày hôm sau khi trời sáng, Dương Bách Xuyên ngồi cả đêm tâm hồn cuối cùng cũng bình tĩnh, anh thầm tự trách không thể quá cái đó, không chừng sẽ tạo ra tổn thương gì cho Thu Nhi. Đi xuống tầng trong mũi đã ngửi thấy mùi cơm canh. Chuyển mắt nhìn lại thấy Ngô Mặc Thu bê một bát cháo trong tay bước ra khỏi phòng bếp, cười xinh đẹp với anh, nói tiên sinh ăn sáng thôi, lúc trước em từng lén xem chị Khư Vân làm, cũng không biết có hợp khẩu vị của anh không. Cô giống như đã quên chuyện tối qua, trên mặt mang theo nụ cười thuần khiết. Ngược lại trong lòng Dương nào đó hơi xấu hổ, bước qua nói cảm ơn với cô, rồi bắt đầu ăn sáng. Cả quá trình anh đều không biết nói thế nào với Thu Nhi, ăn xong một bát cháo. Ăn một đĩa dưa cải, rồi vẫn lên tiếng, Thu Nhi, tối qua anh. Tiên sinh nghĩ nhiều rồi, là Thu Nhi không tốt, chỉ mong sau này tiên sinh đừng đuổi Thu Nhi đi là được, Thu Nhi bằng lòng làm đầy tớ cho tiên sinh suốt đời suốt kiếp. Ngô Mặc Thu cười đáp. Đêm qua Dương Bách Xuyên không bình tĩnh, cô càng như vậy. Cả tối cô đã nghĩ thông suốt được một chuyện, đó chính là thực lực. Chỉ có cố gắng tu luyện nâng cao thực lực mới có thể không bị tiên sinh lãng quên. Sẽ không bị ma nữ bắt đi, gây thêm phiền phức cho tiên sinh. Cô là quỷ tu,
không bằng người khác của Vân Môn, càng nên cố gắng tu luyện hơn mới đúng, không thể nghĩ những chuyện không thực tế nữa. Sự mến mộ đối với tiên sinh tối qua đã bị cô chôn giấu, phong ấn ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Nghe Ngô Mặc Thu nói, Dương Bách Xuyên càng không tự nhiên hơn, nhưng lại cũng nghiêm túc nói, đương nhiên sẽ không, có thể có Thu Nhi làm đầy tớ cả đời cũng là phúc của anh. Được rồi, anh chuẩn bị ra ngoài đây, hôm nay em và Kiều Phúc về tổng bộ Vân Môn đi. Còn có chị gái em, anh sẽ sắp xếp để cô ấy đi cùng các em. Vâng, tất cả đều nghe theo căn dặn của tiên sinh. Ngô Mặc Thu cúi người đáp. Trong mắt Dương Bách Xuyên, dường như cô đã trưởng thành trong một đêm, nói chuyện có một sự chín chắn của người lớn nhỏ, giống như đã thành một người khác vậy, ngược lại khiến cho anh không quen. Sau đó Dương Bách Xuyên lái xe rời khỏi biệt thự, trên xe anh gọi điện thoại vào điện thoại di động của Âu Dương Ngọc Thanh. Sau 3 tiếng chuông điện thoại đã kết nối, vang lên tiếng của Âu Dương Ngọc Thanh, nhóc Xuyên cô ấy khẽ gọi một tiếng, trong giọng điều tràn đầy sự mệt mỏi. Điều này khiến cả bụng trách móc của Dương Bách Xuyên đối với cô ấy đã thành vô hình, nghe có vẻ Âu Dương Ngọc Thanh như bị bệnh rồi vậy. Dương Bách Xuyên vốn rất tức giận vì cô ấy không nghe lời về Vân Môn, nhưng bây giờ hình như là có nguyên nhân khác. Cô giáo Âu Dương, có phải em có chuyện gì không? Cho dù Âu Dương Ngọc Thanh đã trở thành người phụ nữ của anh rồi, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn quen gọi cô ấy là cô giáo Âu Dương. Tôi không sao, là ba tôi mất rồi. Trong giọng điệu Âu Dương Ngọc Thanh ở đầu bên kia điện thoại tràn đầy bi thương. Vừa nghe thấy, Dương Bách Xuyên đã kinh ngạc, chẳng trách cô ấy không về Vân Môn, thì ra là ba cô ấy mất. Anh vội vàng an ủi mấy câu, sau đó hỏi, bây giờ em đang ở đâu? Tôi đang ở bệnh viện nhân dân. Sau khi ba tôi mất, mẹ tôi đã ngã bệnh, vẫn luôn nằm viện, cho nên tôi không đến quê cậu tìm cậu được. Âu Dương Ngọc Thanh nói. Chuyện lớn như vậy sao em không nói cho tôi biết chứ? Trong lòng Dương Bách Xuyên cho rằng nếu Âu Dương Ngọc Thanh nói với anh, có lẽ có thể cứu vãn được tính mạng của ba cô ấy, mặc dù không ngăn được sinh lão bệnh tử, nhưng lại bản lĩnh kéo dài mấy năm tuổi thọ thì vẫn có. Lúc này Âu Dương Ngọc Thanh tràn đầy oán trách nói. Gọi cho cậu mấy chục cuộc điện thoại đều là tắt máy, về sau tôi hỏi người anh em Lưu Thích Kỳ của cậu mới biết cậu đang bế quan. Hơ, xin lỗi, xin lỗi. Dương Bách Xuyên vội vàng xin lỗi, anh đã quên mất vụ bế quan. Trong thời gian hơn 20 ngày bế quan, điện thoại di động của anh vẫn luôn ở trong trạng thái tắt máy. Bỏ đi, tôi cũng không trách cậu, chỉ cần cậu không trách tôi là được. Âu Dương Ngọc Thanh thản nhiên nói. Dương Bách Xuyên nghe ra được cảm xúc Âu Dương Ngọc Thanh rất tệ, nên không hỏi nhiều nữa, hỏi số phòng bệnh rồi đến thẳng bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện thì chạy thẳng tới phòng bệnh, anh đã thấy Ngô Mặc Hạ canh giữ ở ngoài cửa. Tiên sinh thấy Dương Bách Xuyên, Ngô Mặc Hạ vội vàng hành lễ. Dương Bách Xuyên xua tay, nói, Mặc Hạ vất vả cho cô rồi, thế này đi, tôi sắp xếp Thu Nhi và Kiều Phúc về tổng bộ Vân Môn, bây giờ cô về nói với hai bọn họ đợi lát. Sau đó ba các cô và U Dương Ngọc Thanh cùng nhau về tổng bộ Vân Môn, trên đường cũng có người chăm sóc. Vâng tiên sinh Ngô Mặc Hạ khom người đáp, nói xong thì chuẩn bị đi. Đợi đã, tôi cho cô thứ này, sau khi về thì củng cố trước đã. Trong lúc nói một giọt nước sinh mệnh đã xuất hiện ở đầu ngón tay, để Ngô Mặc Hạ há miệng rồi đưa thẳng vào trong miệng cô ấy. Anh dặn dò, đừng luyện hóa vội, trở về rồi luyện hóa sau. Cảm ơn tiên sinh ban thưởng. Mặc Hạ đã biết, mặc dù Ngô Mặc Hạ không biết Dương Bách Xuyên cho mình cái gì, cũng không hỏi nhiều. Nhưng trong nháy mắt cô ấy đã cảm nhận được có sự giúp ích rất lớn đối với cô ấy, sau khi cảm ơn thì biến thành một âm khí trực tiếp biến mất tại chỗ, rời đi. Đợi Ngô Mặc Hạ rời đi, Dương Bách Xuyên lúc này mới gõ cửa, anh đã quyết định chưa khỏi bệnh cho mẹ của Âu Dương Ngọc Thanh, rồi để cô về Vân Môn. Người chết không cứu được, cứu một người bệnh thì vẫn là không có vấn đề. Sau khi gõ cửa, cửa phòng bệnh mở ra, vẻ mặt Âu Dương Ngọc Thanh tiểu tụy xuất hiện trong tầm mắt, thấy cô ấy chịu đựng rất nhiều, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng đau lòng cho cô ấy. Âu, lời phía sau còn chưa nói ra, Âu Dương Ngọc Thanh thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện mắt đã đỏ lên, ôm lấy. Mấy ngày này, Âu Dương Ngọc Thanh thật sự rất mệt, ba mất, mẹ cũng đổ bệnh hấp hối. Một mình cô ấy chống đỡ rất vất vả, có một anh trai không những không quan tâm ba mẹ. Lúc này ngày nào cũng đến đòi chia nhà cửa của ba mẹ, cô ấy quá mệt quá tủi thân.
Lúc ôm Dương Bách Xuyên, nước mắt cô ấy không nhìn được mà chảy xuống, cuối cùng cũng tìm được một bờ vai để có thể dựa vào. Dương Bách Xuyên an ủi cô ấy, lau khô nước mắt cho cô ấy, nói, đừng khóc nữa, vào thăm bệnh tình của cô trước, tôi có thể chữa khỏi cho bà ấy, đừng lo lắng. Mặc dù Âu Dương Ngọc Thanh biết Dương Bách Xuyên có thủ đoạn thần kỳ, càng là tu chân giả gì đó, hoặc nói y thuật của Dương Bách Xuyên. Nghe anh nói như vậy, cô ấy cười gượng, lắc đầu nói, không có tác dụng rồi, bệnh viện cũng đã gửi thông báo bệnh tình nguy kịch, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Vậy thì chưa chắc, đi thôi, vào trong xem trước rồi nói sau. Dương Bách Xuyên tự tin cười, kéo tay của cô ấy bước vào phòng bệnh. Thực ra anh đã phát hiện bệnh tình của mẹ Âu Dương Ngọc Thanh qua thần thức, trong đầu có máu bầm, cộng thêm người già thường có một số bệnh tật, coi như là bộc phát ra cùng lúc, đối với điều trị bình thường quả thật đã là bó tay hết cách, chỉ có thể cắm dưỡng khí cầm hơi. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên, nửa viên đan bồi nguyên, rồi dùng 108 châm âm dương ngũ hành châm cứu một lần là đủ để chữa khỏi bệnh của tất cả mọi người. Dương Bách Xuyên bước tới trước giường bệnh. Vẫn dùng chân khí kiểm tra tỉ mỉ một lần, giống như trong linh thức, trong lòng đã có nắm chắc. Anh nhìn Âu Dương Ngọc Thanh nói, cô giáo Âu Dương, em tin tôi không? Tôi không tin cậu thì còn có thể tin ai? Âu Dương Ngọc Thanh hỏi ngược lại. Được, tiếp theo tôi phải chữa bệnh cho cô, nhưng cần phải rút ống oxy, có thể sẽ xuất hiện tình huống sốc. Nhưng em yên tâm, tôi nhất định có thể chữa khỏi bệnh của cô. Bây giờ em đừng quản gì cả. Ra ngoài canh giữ đừng để người ta vào quấy rầy tôi, nửa tiếng sau trả cho em một người mẹ khỏe mạnh. Dương Bách Xuyên vô cùng tự tin nói với Âu Dương Ngọc Thanh. Âu Dương Ngọc Thanh nửa tin nửa ngờ với lời của Dương Bách Xuyên, nhưng bệnh viện cũng đã gửi thông báo bệnh tình nguy kịch đối với mẹ rồi, còn có cách gì chứ? Nếu Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi cho mẹ, thì cũng coi như được lợi, không chữa khỏi thì chấp nhận số mạng thôi. Nghĩ đến thủ đoạn thần kỳ Dương Bách Xuyên thể hiện và nghe sự tích tu chân giả bọn họ nói ở bờ sông đêm đó, Âu Dương Ngọc Thanh tin anh, cắn răng đi ra ngoài. Trong phòng bệnh, Dương Bách Xuyên lấy châm cứu và một viên đan bồi nguyên trong không gian bình càn khôn ra chia thành hai nửa, cơ thể của bà cụ không chịu đựng nổi nguyên cả viên đan bồi nguyên. Sau khi rút ống oxy, Dương Bách Xuyên đút cho mẹ của Âu Dương Ngọc Thanh uống nửa viên đan bồi nguyên. Lúc này sau khi rút ống oxy ra quả nhiên đã xuất hiện tình huống sốc, nói trắng ra mạng của mẹ Âu Dương Ngọc Thanh chính là dùng oxy để cầm hơi, xuất hiện tình huống sốc là chuyện nằm trong dự tính của Dương Bách Xuyên. Anh vung tay châm bạc đâm xuống từng cây. Nguyên cả 108 kim châm cứu, âm dương nhanh chậm đã hoàn thành trong 20 phút. Tu luyện bây giờ của anh đã đạt đến trúc cơ kỳ. Cho dù là thi triển 108 châm cấp độ cao nhất trong châm âm dương ngũ hành cũng sẽ không xuất hiện tình huống chân khí cạn kiệt, thể lực không chống đỡ được, mà dư giả hoàn thành. Sau đó là một vòng cuối cùng, dùng chân khí để làm tan máu bầm. Châm cứu thông kinh mạch, chân khí tan máu bầm. Cộng thêm sinh cơ chi lực của đan dược cải thiện tình trạng của cơ thể, nhất định có thể thuốc vào bệnh khỏi. Không đến 10 phút máu bầm đã được hòa tan. Linh thức quét qua, Dương Bách Xuyên mỉm cười, lúc này anh phát hiện chức năng cơ thể của bà cụ đã bắt đầu khôi phục bình thường, trên thiết bị kiểm tra cạnh giường tất cả đều đã trở lại bình thường. Không nhiều không ít vừa hay nửa tiếng. Có điều bà cụ vẫn chưa tỉnh lại, đây là vì bà ấy đang tiêu hóa hiệu lực của đan bồi nguyên, giống như ngủ say vậy, chắc qua mấy tiếng nữa là có thể hoàn toàn khôi phục rồi tỉnh lại. Sau khi cất kim châm cứu lại, Dương Bách Xuyên quay người đi về phía cửa. Chuẩn bị gọi Âu Dương Ngọc Thanh vào xem. Nào ngờ còn chưa đi qua đã nghe thấy Âu Dương Ngọc Thanh đang tranh cãi với người ta. Chỉ có thể nghe thấy một giọng nữ sắc bén, Âu Dương Ngọc Thanh, cô dựa vào cái gì? Một quả phụ đã lấy chồng như cô dựa vào cái gì kế thừa nhà cửa của ba mẹ? Hôm nay cô nhất định phải trả nhà cửa cho chúng tôi. Chị dâu, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không lấy nhà, cho dù ba mẹ cho tôi cũng sẽ không lấy. Nhưng ba vừa mất, mẹ còn đang trên giường bệnh, tôi đâu có thời gian đi sang tên cho các chị. Tóm lại đợi sức khỏe của mẹ khôi phục chút rồi đi sau. Giọng điệu của Âu Dương Ngọc Thanh tràn đầy bất lực. Hừ, chỉ sang tên thôi, có thể tốn bao nhiêu thời gian. Tôi thấy cô chính là không muốn đi. U Dương Dương, anh xem đi, anh còn nói em gái anh tốt, xem đi, cô ta chính là không muốn cho chúng ta nhà. Cái gì gọi là đỡ hơn chút rồi đi chứ.
bà cụ chắc chắn sẽ chết, cô lo ít một ngày thì làm sao? Lời nói chanh chua cay nghiệt truyền ra từ trong miệng người phụ nữ. Dương Bách Xuyên nghe mà cứ cau mày, nghe đối thoại của Âu Dương Ngọc Thanh, hình như người ngoài cửa là anh trai và chị dâu của cô ấy. Hơn nữa là vì tài sản của ba mẹ, hình như ba mẹ của Âu Dương Ngọc Thanh để lại nhà cho Âu Dương Ngọc Thanh, cho nên anh trai và chị dâu của cô ấy không vui, tới làm ầm ĩ. Lúc này nghe Âu Dương Ngọc Thanh lạnh lùng nói, chị dâu, sao chị có thể chủ ẻo mẹ như vậy? Bệnh viện đã gửi thông báo bệnh tình nguy kịch, các chị không đến bệnh viện chăm sóc, thăm hỏi thì cũng thôi đi, ngày nào cũng đến ép tôi đòi nhà là có ý gì? Chị bảo người xung quanh phân xử xem, mẹ bệnh tình nguy kịch, tôi có thể rời khỏi bệnh viện không? Hừ, kiếm cớ ít thôi, cô chính là quả phụ đã lấy chồng rồi, dù sao cũng không phải người của nhà họ Âu Dương nữa, bà cụ già lẩm cẩm. Dựa vào cái gì cho cô nhà, anh cô mới là con trai ruột, muốn kế thừa nhà cửa cũng không tới lượt một quả phụ đã lấy chồng như cô kế thừa. Chị dâu của Âu Dương Ngọc Thanh càng nói càng cay nghiệt. Lúc này, trong lối đi đã có người vây xem, từng người đều không nhìn được nữa, có người lên tiếng chỉ trích, ngược lại còn bị chị dâu của Âu Dương Ngọc Thanh chanh chua chửi bới phải giải tán. Sau đó nghe người phụ nữ bén giọng nói, Âu Dương Dương, lấy hợp đồng ra đây. Lúc này Dương Bách Xuyên đã mở cửa phòng bệnh bước ra, thấy cả người Âu Dương Ngọc Thanh phát run, trên mặt xanh mét dựa trên tường của hành lang. Đối diện cô ấy là một đôi trai gái ngoài 40 tuổi, chắc chính là anh trai và chị dâu của Âu Dương Ngọc Thanh, lúc trước đều chưa từng nghe cô ấy nhắc tới. Ánh mắt anh trai của Âu Dương Ngọc Thanh hơi né tránh, không dám nhìn vào mắt em gái Âu Dương Ngọc Thanh, lấy ra một tài liệu trong cái túi màu đen đưa cho vợ của anh ta. Dương Bách Xuyên vừa nhìn đã biết người đàn ông này là người sợ vợ, ở nhà không có địa vị không có tôn nghiêm, kẻ hèn nhát sợ bị vợ bắt nạt. Lại nhìn chị dâu của Âu Dương Ngọc Thanh, cơ thể người phụ nữ này to béo, khuôn mặt đầy thịt, mắt tam giác tiêu chuẩn. Cơ thể to béo, trên mặt thịt dày, nhưng môi lại rất mỏng, răng vô cùng chi chít, tướng bạc tình bạc nghĩa chanh chua đanh đá điển hình. Cô ta trợn mắt nhìn rồi cướp tài liệu trong tay Âu Dương Dương. Ném vào trong lòng Âu Dương Ngọc Thanh, the thé nói, không phải cô không có thời gian đi sang tên à? Được, đây là giấy tờ chuyển nhượng, ký chữ bên trên, tự chúng tôi qua đó, nhà của bà cụ già không còn liên quan tới cô nữa. Ký tên đi, một người ngoài, một quả phụ như cô còn muốn cướp đoạt gia sản, không có cửa đâu. Được, tôi ký, trên mặt Âu Dương Ngọc Thanh xuất hiện vẻ tuyệt vọng, đang định ký tên lên trên. Dương Bách Xuyên lại nghe người phụ nữ luôn miệng mắng Âu Dương Ngọc Thanh quá phụ, bắt nạt cô ấy, mà người làm anh trai cũng không dám đánh giám một cái, anh đã tưởng tượng được nguyên nhân hậu quả rồi. Chỉ riêng trên người chị dâu chanh chua đanh đá này của Âu Dương Ngọc Thanh đã thể hiện tất cả rồi. Chắc chắn là hai vợ chồng không chăm sóc bà cụ, ba mẹ đều là Âu Dương Ngọc Thanh chăm sóc, cho nên tất nhiên nhà cửa bị ba mẹ để lại cho Âu Dương Ngọc Thanh. Hoặc nói là anh trai. Chị dâu của Âu Dương Ngọc Thanh trở mặt với người nhà, cắt đứt quan hệ với ba mẹ, bây giờ ông bà cụ một chết một bệnh, nên nhảy ra đòi nhà cửa. Sắc mặt Dương Bách Xuyên rất khó coi, theo lý chuyện nhà của người ta anh không nên quản, nhưng Âu Dương Ngọc Thanh đã là người phụ nữ của anh, vậy không thể để cô ấy bị bắt nạt. Chậm đã, đừng ký tên. Dương Bách Xuyên bước tới, trực tiếp ngăn cản Âu Dương Ngọc Thanh. Thấy Dương Bách Xuyên đi ra. Nước mắt của Âu Dương Ngọc Thanh không nhìn được nữa, rơi xuống như mưa hoa lê, dính phải anh trai chị dâu như vậy, cô ấy thật sự rất bất lực. Đúng như Dương Bách Xuyên suy đoán, sau khi anh trai chị dâu trở mặt với ba mẹ, cắt đứt quan hệ, bây giờ sau khi ba cô ấy chết thì xuất hiện trong lễ tang, nhưng lại là đến để đòi nhà cửa. Điều này khiến trong lòng Âu Dương Ngọc Thanh vô cùng buồn bã, dù sao cũng là anh trai chị dâu ruột của cô ấy, bọn họ muốn nhà Âu Dương Ngọc Thanh sẽ cho bọn họ. Nhưng mẹ còn đang nằm trên giường bệnh, bọn họ lại đến ép cô ấy, trong lòng Âu Dương Ngọc Thanh đã rỉ máu rồi. Điều đáng hận là anh trai vẫn rất sợ chị dâu, không dám nói một câu. Dương Bách Xuyên bước tới đã cho cô ấy cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có. Cậu là ai hả? Được lắm, Âu Dương Ngọc Thanh tìm một tiểu bạch kiểm đến chống lưng à? Hay là đồng bọn đến chiếm nhà cửa đây? Người phụ nữ the thé gào lên. Vô cùng bất mãn vì Dương Bách Xuyên ngăn cản Âu Dương Ngọc Thanh ký tên. Thấy chị dâu sỉ nhục Dương Bách Xuyên, Âu Dương Ngọc Thanh định nói chuyện, nhưng Dương Bách Xuyên đã lên tiếng cắt ngang,
nói, ở đây giao cho tôi xử lý, cô chắc đã tỉnh rồi, em vào phòng bệnh xem đi. Vừa nghe thấy mẹ tỉnh lại, Âu Dương Ngọc Thanh cũng mặc kệ cái khác, quay người chạy vào phòng bệnh. Đứa quá phụ không biết xấu hổ, đứng lại cho tôi. Bốp, a, à, đánh chết người rồi. Người phụ nữ mắng Âu Dương Ngọc Thanh là quá phụ, đang định đuổi vào phòng bệnh, nhưng lại bị Dương Bách Xuyên tát một bạt tai không hề khách sáo. Sau đó anh lạnh lùng nói với người phụ nữ đang nằm bò trên mặt đất kêu gào. Tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng hôm nay, đánh súc sinh không làm người một lần. Tiểu Bạch Kiểm, mày dám đánh tao. Sau khi gào lên, người phụ nữ đứng dậy tóm lấy Dương Bách Xuyên, trông như muốn cào rách mặt của Dương Bách Xuyên. Chính là đánh súc sinh không tim không phổi như cô. Sắc mặt Dương Bách Xuyên chợt lạnh, lại tát một bạt tai nữa. Bốp! A á! Dương Bách Xuyên đánh hai bạt tai không hề khách sáo, loại phụ nữ này đã hết cứu rồi. Tát một cái khiến cơ thể mập mạp của người phụ nữ bay ra xa 3 mét, phun ra răng kèm máu đầy miệng. Cũng là nể mặt của Âu Dương Ngọc Thanh, nể tình cô ta là người bình thường, nếu không cái tát này đã có thể đánh chết cô ta rồi. Đánh rụng răng đầy đất coi như cho cô ta một bài học. Hu hu, Âu Dương Dương, con mẹ anh nhìn tôi bị đánh chết sao? Người phụ nữ bò dưới đất giống lên với người đàn ông của cô ta, có điều lời nói đều là lọt gió. Lúc này anh trai của Âu Dương Ngọc Thanh nhìn vợ, nhấc chân muốn đi về phía Dương Bách Xuyên, có điều đã bị một ánh mắt sắc như đao của Dương Bách Xuyên dọa cho rụt lại, sững sờ tại chỗ. Anh ta chính là loại người hèn nhát kia, đã bị vợ dắt mũi đi quen rồi, gan nhỏ, đâu dám tới đánh Dương Bách Xuyên. Đồ ăn hại, hèn nhát, tôi tìm anh tôi tới. Người phụ nữ mắng chửi người đàn ông của mình, vô cùng hung ác lấy điện thoại di động ra gọi người. Dương Bách Xuyên híp mắt, không ngăn cản mà đợi cô ta gọi điện thoại. Alo, anh, em bị người ta đánh rồi, đánh sắp chết rồi, anh mau tới đi. Ở bệnh viện, hu hu cô ta vừa khóc vừa cúp điện thoại, sau đó còn không biết sống chết mắng Dương Bách Xuyên, Tiểu Bạch Kiểm, mày đợi đấy, đợi anh tao tới, băm nát mày ra cho rùa ăn. Nói xong, cô ta nhìn người đàn ông của mình, nói, còn cả đồ hèn nhát anh, đợi anh tôi đến đánh gãy chân chó của anh cô ta tức người đàn ông không ra tay. Mắt Dương Bách Xuyên híp lại, tiến lên một bước, lại tát qua một cái. Bốp! A! À. Người phụ nữ kêu thảm thiết như giết lợn, lúc này lại định há miệng chửi bới, nhưng sau khi thấy ánh mắt lạnh băng của Dương Bách Xuyên, cả người cô ta dùng mình, rồi cưỡng ép dừng lại. Cái tát này là đánh cho Ngọc Thanh. Em ấy chính là người phụ nữ của tôi, không cho phép cô sỉ nhục. Dương Bách Xuyên nói xong lại bốp cái nữa. A, à, người phụ nữ tiếp tục kêu thảm thiết. Cái tát thứ hai là đánh cô bất hiếu, bà cụ đã nằm trên giường bệnh tình nguy kịch rồi, hai vợ chồng các cô còn là con trai con dâu ruột, không những không chăm sóc, ngược lại còn đến làm ầm ĩ vì nhà cửa. Ba chồng cô vừa mất, mẹ chồng cô bệnh tình nguy kịch, lúc này gây sự có thích hợp không? Cô nói xem hai vợ chồng các cô có phải súc sinh không? Nói xong lại tắt tiếp. Bốp! A, à, khuôn mặt của người phụ nữ bị Dương Bách Xuyên tay 5 tay 10, lập tức biến thành đầu lợn thật sự. Cái tát thứ ba đánh cô không có tính người, luôn miệng nói chồng mình ăn hại, hèn nhát, đây là lời một người làm vợ như cô nên mắng sao? Dương Bách Xuyên lạnh mặt, thực ra anh ước gì có thể tát chết cô ta? Hu hu, người phụ nữ khóc giống lên. Ôm mặt, trong miệng lại nhổ răng ra. Lúc này người vây xem trong hành lang bệnh viện, người vừa rồi bị người phụ nữ mắng hô lên, đánh hay lắm, loại phụ nữ này đúng là ngứa đòn mà. Người vây xem trên hành lang đều xem mà hả giận. Dương Bách Xuyên quay người chuẩn bị nói đạo lý với anh trai của Âu Dương Ngọc Thanh, người đàn ông này sống không có tôn nghiêm quá rồi. Nhưng mà sau lưng lại vang lên một tiếng nói, nhóc Xuyên, thôi bỏ đi. Là tiếng của Âu Dương Ngọc Thanh. Dương Bách Xuyên quay đầu thấy Âu Dương Ngọc Thanh đỡ mẹ bước ra khỏi phòng bệnh, bà cụ đã có thể xuống giường đi lại, trông sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn, chứng tỏ điều trị của anh đã có hiệu quả lớn. Lúc này Dương Bách Xuyên không thể dạy dỗ anh trai của Âu Dương Ngọc Thanh nữa, bà cụ ra ngoài rồi, không thể đánh con trai ngay trước mặt người ta. Theo Dương Bách Xuyên nghĩ, có lẽ anh trai của Âu Dương Ngọc Thanh không phải là không hiếu thảo, chỉ là tính cách quá mềm yếu. Chuyện gì cũng nghe vợ nên mới có kết cục như hôm nay. Quả nhiên, thấy bà cụ đi ra,
anh trai của Âu Dương Ngọc Thanh, Âu Dương Dương không kìm lòng được gọi, mẹ. Sau khi gọi xong thì vô thức nhìn người vợ đã biến thành đầu lợn dưới đất. Cảnh này khiến Dương Bách Xuyên càng chắc chắn suy đoán trong lòng. Dương Dương à, sai lầm lớn nhất mẹ và ba con làm kiếp này chính là tìm một người vợ tốt cho con. Lúc mẹ của Âu Dương Ngọc Thanh nói, trong mắt tràn đầy nước mắt và thất vọng. Mẹ, cả người Âu Dương Dương cũng run lên, muốn nói cái gì lại không nói ra được. Cả đời anh ta chính là bị hủy do tính cách nhu nhược, tìm vợ mà bị đàn áp chết dí, không phải anh ta không muốn phát huy bản lĩnh làm chồng, mà là người phụ nữ kia có một anh trai lợi hại, Lưu Mạnh nổi tiếng ở cố đô. Mỗi lần muốn ly hôn, anh vợ Lưu Mạnh lại đánh anh ta, còn uy hiếp chỉnh chết con trai, chỉnh chết ba mẹ, chỉnh chết em gái của anh ta. Đối mặt với loại uy hiếp này, anh ta càng ngày càng hèn nhát. Ngọc Thanh đi ký thỏa thuận nhà cửa đi, mẹ còn có chút tiền nghỉ hưu, đến viện dưỡng lão cũng đủ dùng rồi, chỉ là khổ cho con. Mẹ của Âu Dương Ngọc Thanh thở dài nói, mặc dù trong lòng con trai con dâu đã cắt đứt quan hệ với bọn họ, nhưng dù sao cũng là ruột thịt, bà ấy cũng biết con trai không có bụng dạ, sai là sai ở chỗ anh ta đụng phải một người vợ đòi nợ. Nếu không đưa nhà cho bọn họ, người chịu khổ chịu tội cuối cùng vẫn là con trai Âu Dương Dương. Mẹ, không sao, con nuôi mẹ. Âu Dương Ngọc Thanh đỏ mắt, bước qua cầm thỏa thuận rơi ở dưới đất lên, chuẩn bị ký tên. Dương Bách Xuyên vừa muốn lên tiếng, nhưng đã bị một tiếng nói ngông cuồng cắt ngang. Con mẹ ai ăn gan hùm mật báo mà dám đánh em gái tao? Tiếng nói vừa dứt, ở hành lang đã có một đám người cách hơn 10 mét bước tới. Từng người đều là dáng vẻ lưu manh, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Dương Bách Xuyên đứng sau lưng Âu Dương Ngọc Thanh, sau khi thấy đám người này, nhất là người đàn ông vạm vỡ đầu chọc cầm đầu, khóe miệng anh lập tức hơi nhếch lên. Còn sắc mặt của Âu Dương Ngọc Thanh và mẹ cô ấy thì đều thay đổi, Âu Dương Dương lại càng khó coi hơn, trên mặt đã trắng như tờ giấy. Chỉ có người phụ nữ vẫn bò ở dưới đất cũng tức là chị dâu của Âu Dương Ngọc Thanh. Sau khi nghe thấy tiếng nói này thì gào to lên. Người vừa nãy bị Dương Bách Xuyên tát cho không dám thở mạnh, cũng không còn âm thanh, lúc này đã hồi sinh đầy máu, kêu lên chói tai, anh, cuối cùng anh cũng tới rồi, em đã sắp bị người ta đánh chết rồi, anh phải làm chủ cho em, hu hu. Bọn mày mù à, còn không mau đỡ em gái tao dậy. Đầu chọc nói với người ở phía sau. Người 12 tuổi trong đám đầu chọc kia đã bước tới dọa người vây xem bên ngoài giải tán. Người phụ nữ được người ta đỡ dậy, nức nở nói, anh, chính là thằng tiểu bạch kiểm kia đánh em. Người phụ nữ tưởng anh trai đến là có chỗ dựa, nên lại mở miệng mắng người. Ánh mặt Dương Bách Xuyên chợt lạnh, chân bước ra, giây sau đã xuất hiện ngay trước mặt người phụ nữ, lần này anh trực tiếp giơ chân đá lên người cô ta. Nghĩ đến đây, trong lòng người phụ nữ cũng bắt đầu co giật. Dương Bách Xuyên nhìn chị dâu của Âu Dương Ngọc Thanh. Thấy được sự sợ hãi sâu trong con ngươi của cô ta, vì vậy không để ý đến nữa, loại phụ nữ này chỉ cần chỉnh lý, dạy bảo một lần, cô ta sẽ khắc trong trí nhớ. Nói trắng ra là chỗ dựa của cô ta là anh trai đầu chọc của mình, nhưng bây giờ đầu chọc không thể chống lưng cho cô ta bị dọa đến mức không đứng dậy nổi, đối với loại phụ nữ này Dương Bách Xuyên đều lười liếc mắt một cái. Cả nhà Âu Dương Ngọc Thanh bị bỏ lại giữa viện, Dương Bách Xuyên cũng đã làm chuyện anh nên làm. Tiếp theo anh còn phải đến công ty Vân Kỳ một chuyến, sau đó đi tìm Hạ Lộ, không còn dư thời gian để trì hoãn. Đi đến trước mặt mẹ con Âu Dương Ngọc Thanh nói, em có thể đi tìm bác sĩ làm kiểm tra toàn diện sức khỏe cho dì Âu Dương, có lẽ không sao đâu, hoàn toàn có thể xuất viện, em biết địa chỉ quê của tôi, chờ lát nữa tôi sẽ sắp xếp xe đưa em về Vân Môn. Ngoài ra hãy dẫn dì đi cùng, không khí ở đó thích hợp để nghỉ ngơi, tôi còn việc khác cần làm. Không thể đi cùng với em và dì. Âu Dương Ngọc Thanh còn chưa nói gì, mẹ cô đã mở miệng cảm ơn trước, cảm ơn con Vân Tử, nếu con vội thì đi đi, hôm nay đã làm phiền rồi, bà đã nghe con gái nói Dương Bách Xuyên đã trị hết bệnh cho bà, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy người họ hàng với cái đầu chọc làm cả nhà đều đau đầu đến nay chạy trốn Dương Bách Xuyên, bà thật sự xem trọng Dương Bách Xuyên, nói một đống lời cảm kích. Dương Bách Xuyên cũng tỏ thái độ mời bà về quê với U Dương Ngọc Thanh để tu dưỡng thân thể, sau khi khách sáo một phen thì chuyện cũng đã được giải quyết. Ở trong mắt mẹ của Âu Dương Ngọc Thanh đã xem Dương Bách Xuyên như con rể hiền, cuộc đời bà từng trải qua nhiều chuyện phong phú,
sao lại không nhìn ra quan hệ giữa con gái Âu Dương Ngọc Thanh cùng Dương Bách Xuyên, dù sao ngoài cảm kích Dương Bách Xuyên ra, ấn tượng cũng không tồi. Trong lòng Âu Dương Ngọc Thanh tràn đầy cảm động, cô đồng ý với sự sắp xếp của Dương Bách Xuyên, trong lòng vô cùng cảm kích, khoảng thời gian này trong nhà gặp chuyện bệnh tình của mẹ, cùng với anh trai và chị dâu làm ầm ĩ, khiến tâm sức của cô vô cùng tiêu tụy, quả thật cũng muốn đi giải sầu. Dương Bách Xuyên nói quê anh là một thôn nhỏ yên bình trên núi, thích hợp để mẹ đi nghỉ ngơi. Đối với chuyện anh trai và chị dâu làm ầm ĩ, Âu Dương Ngọc Thanh không muốn nhìn thấy bọn họ chút nào, tùy tay ký tên lên văn kiện, trực tiếp đưa bất động sản cho anh trai Âu Dương Dương, dù sao cũng là anh ruột, không muốn hắn bị chị dâu cay nghiệt giận dỗi. Còn mẹ cô thì đến đó để dưỡng lão. Sau khi Dương Bách Xuyên nói chuyện với Âu Dương Ngọc Thanh vài câu, lập tức rời khỏi bệnh viện. Trước khi rời đi, lúc đi ngang qua anh của Âu Dương Ngọc Thanh, Âu Dương Dương, thấp giọng nói, nếu anh vẫn còn là đàn ông, thì nên sống có tôn nghiêm một chút, sau này anh không cần lo cho mẹ anh ở bên này, nhưng anh đang làm người thân của anh lo lắng đấy. Sau khi nói xong Dương Bách Xuyên trực tiếp rời đi, nhưng Âu Dương Dương lại run rẩy cả người, đôi tay siết chặt kêu rôm rốp. Nhìn vào văn kiện bất động sản trong tay, hắn nhìn vợ mình bị Dương Bách Xuyên đánh thành đầu heo. Rồi nhìn thoáng qua người mẹ tóc bạc trắng cùng với em gái Âu Dương Ngọc Thanh sưng đỏ đôi mắt, Âu Dương Dương giơ tay xé nát bản hợp đồng bất động sản trong tay. Một câu của Dương Bách Xuyên, nếu anh vẫn còn là đàn ông, thì nên sống có tôn nghiêm một chút. Ngày thường hắn nghe những lời giống như vậy không ít, nhưng hôm nay nghe vào tai lại như tiếng sấm nổ vang, khiến tâm trạng của Âu Dương Dương thay đổi. Thật ra Âu Dương Dương không biết, lúc Dương Bách Xuyên nói những lời này với hắn. Là đang dùng tinh thần lực, có thể thâm nhập vào linh hồn của hắn bằng thần chú, tặng cho hắn một phần tự tin, về phần có thể hiệu quả hay không, phải xem chính bản thân của Âu Dương Dương, nếu có thể nghe vào trong lòng rồi kiên cường một chút, sau này cuộc sống của hắn tất sẽ xảy ra biến hóa. Hiện tại xem ra, hiệu quả rõ ràng. Việc Âu Dương Dương xé bỏ hợp đồng bất động sản chính là minh chứng tốt nhất. Sau khi hắn xé văn kiện, người vợ bên cạnh lại hét lên, Âu Dương Dương. Anh là đồ vô dụng, anh điên rồi. Chữ sao cuối cùng còn chưa phát ra, Âu Dương Dương vẻ mặt dữ tợn nhấc chân đá vào người của vợ hắn. À, tôi điên rồi, mấy năm nay ông đây chịu cô đủ rồi, ly hôn. Âu Dương Dương tức giận mắng nhiếc, uất ức nhiều năm trong lòng đều được trút ra bởi một cú đá cùng một câu mắng chửi. Hắn nghĩ kỹ rồi, ly hôn với người đàn bà này, không quan tâm đến người anh trai lưu manh của cô ta nữa, cùng lắm thì hắn ngồi tù. Từ khi kết hôn đến nay, hắn chưa từng có được một ngày an nhàn, đều bị người đàn bà này chèn ép hắn. Đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, cũng không còn tới lui với bạn bè thân thiết, tất cả mọi thứ, khiến cho Âu Dương Dương cảm thấy không được sống như một con người. Một câu của Dương Bách Xuyên hôm nay, khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được tôn nghiêm của một người đàn ông. Nghĩ lại những chuyện đã làm với cha mẹ mấy năm nay, Âu Dương Dương rơi lệ đầy mặt, hối hận vô cùng. Đến cả việc cha hắn hấp hối hắn cũng không hề nhìn một cái. Tất cả là do người phụ nữ này. Hôm nay đánh cô, mắng cô, nói ra hai chữ ly hôn mà hắn đã giấu trong lòng suốt 20 năm thật sự rất thoải mái, hóa ra hắn có thể sống giống như một người đàn ông. Anh dám đánh tôi? Vợ Âu Dương Dương kinh ngạc nhìn Âu Dương Dương, đây vẫn là cái kẻ vô dụng kia sao? Trợn mắt há hốc mồm còn có mẹ con Âu Dương Ngọc Thanh. Ở trong mắt họ, Âu Dương Dương đã thay đổi thành một con người khác. Tôi mẹ nó đánh cô còn nhẹ, hôm nay ly hôn đi. Âu Dương Dương nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý đến vợ nữa, xoay người bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt mẹ khóc nức nở nói, mẹ con xin lỗi mẹ và cha con, trong lúc nói chuyện còn đập mạnh đầu xuống. Hai, sau một tiếng thở dài, mẹ của Âu Dương Ngọc Thanh nước mắt lưng tròng đỡ con trai đứng lên nói, có thể sống tốt là được rồi. Mẹ cũng ngoài 40, nhưng nếu ly hôn thì cháu trai của mẹ phải làm sao? Linh thức của Dương Bách Xuyên vẫn luôn quan sát hành động của Âu Dương Dương, sau khi nhìn thấy hắn quỳ xuống trước mặt mẹ, mẹ thở dài đỡ hắn dậy, biết rằng bà sẽ xử lý được việc trong nhà, chuyện nhà họ Âu Dương cũng có thể hạ màn, lập tức thu hồi thần thức ra khỏi bệnh viện, lái xe đến công ty Vân Kỳ trước. Đối với vợ của Âu Dương Dương, Dương Bách Xuyên tin rằng sau này cô ta không dám soi mói khiêu khích nữa, anh trai đầu chọc của cô sẽ không chống lưng cho cô ta. Hôm nay sau khi Âu Dương Dương cứng rắn lên, một người phụ nữ đừng hòng chiếm hời.
Chuyện Âu Dương Ngọc Thanh tạm thời đã giải quyết xong, chỉ cần cô đến tổng bộ Vân Môn, sẽ không cần lo lắng. Mười mấy phút sau, Dương Bách Xuyên xuất hiện ở Vân Kỳ Đại Hạ. Gặp đám người Lưu Tích Kỳ, Độc Cô Vô Tình, Lâm Hoan và Lục Tuyết Hy, mở một cuộc họp với mọi người. Mối quan hệ ở Vân Kỳ hiện tại, về mặt an ninh, trên cơ bản không cần lo lắng cho Độc Cô Vô Tình và Lục Tuyết Hy, cho nên Dương Bách Xuyên để Lý Đại Nghị lái xe chở mẹ con Âu Dương Ngọc Thanh về Vân Môn, tu vi của anh ta có hơi chậm, cần tu luyện thật tốt. Về phần Lâm Hoan, bởi vì tập đoàn Vân Kỳ tạm thời đang ở giai đoạn triển khai quan trọng, cô ấy quản lý tài vụ nên không đi được. Sau khi Dương Bách Xuyên sắp xếp xong thì rời đi, nhưng mà, trước khi rời đi, anh đã để lại đan trúc cơ cho Lục Tuyết Hy cùng Độc Cô Vô Tình. Tu vi của hai người cùng đạt tới luyện khí kỳ tầng 9 là bởi vì đã dùng tụ khí đan, có thể nhanh chóng kiểm soát ngưỡng trúc cơ, lúc này có đan trúc cơ là trợ lực rất lớn. Độc Cô Vô Tình không dám chắc, nói chính xác Lục Tuyết Hy là Lục Vũ Thư có đan trúc cơ trợ giúp, bước vào cảnh giới trúc cơ kỳ không có chút vấn đề nào, bởi vì lúc trước cô đang ở tu vi kim đan kỳ, chẳng qua đại ngã cảnh giới mà thôi, chỉ cần có đủ linh khí, tu vi có thể nhanh chóng thăng cấp đến kim đan kỳ lúc trước, có lẽ cô sẽ là tu sĩ tu luyện nhanh nhất của Vân Môn. Thiên phú của Độc Cô Vô Tình cũng không tồi, có đan trúc cơ cũng có hy vọng rất lớn, trên người Dương Bách Xuyên còn thừa 6 viên đan trúc cơ. Lúc chia cho hai người, vốn là mỗi người 3 viên, nhưng Lục Vũ Thư tự tin tràn trề nói, tôi chỉ cần một viên đan trúc cơ là đủ, 5 viên còn lại đều cho em Vô Tình, có 5 viên đan trúc cơ thì cô ấy sẽ có 8 phần nắm chắc trúc cơ. Nghe thấy Lục Vũ Thư nói, trong lòng Dương Bách Xuyên rất vui, nếu hai người đều cùng đạt tới trúc cơ thành công, sức mạnh tổng thể của Vân Môn có thể tăng hơn nhiều, hai đại trúc cơ sắp ra đời. Hơn nữa hắn cùng Ngô Mặc Thu sẽ có tứ đại trúc cơ. Tương đương với việc có 4 cao thủ bẩm sinh, đến lúc gặp áp lực sẽ ít đi nhiều. Vì muốn bảo vệ Lưu Tích Kỳ và Lâm Hoan cùng với chăm sóc toàn bộ công ty Vân Kỳ, trong khoảng thời gian này họ đều ở trong văn phòng của Dương Bách Xuyên ở tầng 19 cao nhất Vân Kỳ Đại Hạ. Sau khi nói chuyện với bọn họ, Dương Bách Xuyên cũng không ở lại lâu, trực tiếp rời đi. Tiếp theo anh sẽ đến Cửu Giang Giang Tây trước, đó là đạo trường mà các đạo sĩ khai sáng cho Hạ Lộ. Hạ Lộ đã nói với anh. Đến đó nhìn trước, hơn nữa quê cô ấy cũng ở đây. Quê của Hạ Lộ chính là nhánh sông Trường Giang giao giữa Hồ Bắc cùng Giang Tây, có một chỗ tên là Ngưu Quan Cát, đó chính là quê của Hạ Lộ. Vào năm 1958, ở chỗ giao giữa Hồ Bắc Giang Tây có một nơi tên là Ngưu Quan Cát đã từng đe được độ sâu 103 mét, nhưng độ sâu của cửa sông Trường Giang chỉ có 10 mét, được gọi là nơi sâu nhất của cả sông Trường Giang. Cũng là một nơi thần bí nhất, Hạ Lộ đã từng nói với anh, đó chính là nơi cô được sinh ra. 2 giờ chiều, Dương Bách Xuyên nhân cơ hội đến Cửu Giang, sau khi ra khỏi sân bay, gọi xe đi đến một cái trấn nhỏ trong núi Cửu Giang, rồi sau đó đi dọc theo núi sông. Dựa vào những lời Hạ Lộ nói với anh, đạo sĩ đã gọi cô ấy đang ở một chỗ trên núi, giao giữa hai tỉnh Hồ Bắc, Trường Giang núi Bích Phong. Hai tỉnh này đều có sông Trường Giang bắt ngang qua. Có rất nhiều nhánh sông Trường Giang, chảy qua các núi lớn. Hỏi thăm về núi Bích Phong, đến lúc tối thì anh đã tìm ra, nhưng nghe thôn làng ở dưới chân núi nói, lúc trước núi Bích Phong quả thật có đạo quan, nhưng lúc chiến loạn đã sớm hoang tàn biến mất, bây giờ đến đó cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái di tích. Nếu đến, mặc kệ có đạo quan trên núi hay không, Dương Bách Xuyên đều nhanh chân đến xem, lỡ như Hạ Lộ ở đó thì sao? Cô đi tế điện đạo sĩ đã khai sáng cho cô thì sao? Trong lòng Dương Bách Xuyên không tin Hạ Lộ sẽ chết, tốt xấu gì cũng là yêu tu cấp bậc bẩm sinh, hơn nữa còn là long ngư tộc, có huyết mạch chân long, cho dù bị thương nặng cũng không chết được. Dương Bách Xuyên ôm theo đủ loại lo lắng cùng chờ đợi lên núi Bích Phong. Anh quả thật tìm thấy đạo quan ở trên đỉnh núi, nhưng mà, giống như lời thôn dân ở dưới chân núi nói, chỉ có thể nhìn thấy một cái di tích. Ngay cả một cọng cỏ lau cũng không có, bốn phía đều là một mảnh hoang vu. Chỉ còn mấy cây cổ thụ tang thương cùng một số hòn đá được nhân công điêu tạc chứng minh rằng đã từng có một cái đạo quan ở đây. Mà Hạ Lộ thì lại không có. Sắc trời đã tối, Dương Bách Xuyên thất vọng trong lòng. Anh cũng không lên đường, tìm một cục đá khoanh chân ngồi trên đó, nhắm mắt ngồi thiền, định rạng sáng ngày mai đến quê của Hạ Lộ tìm xem, dù sao cách nơi này cũng không xa. Hạ Lộ là yêu tu, là long ngư tộc,
Dương Bách Xuyên đoán nếu cô bị thương nặng thì chỉ bị đánh trở về nguyên hình, hóa thành long ngư tiến vào trong nước sông Trường Giang. Cho nên chờ rạng sáng ngày mai sẽ đi đến nơi được gọi là Ngưu Quan Cát, lặn vào đáy sông Trường Giang mà tìm. Cho dù mò kim đáy biển, anh cũng sẽ đi tìm. Không vì điều gì khác, chỉ vì báo ơn. Hạ Lộ ngăn cản kẻ địch giúp anh, thủ tiêu thế lực Xương Hoa, tất cả đều là vì giảm bớt gánh nặng cho anh. Đây là một phần ân tình. Đại hội cổ võ, trong đạo tràng Vu Hàm, cô đã đối xử chân thành với anh, ủng hộ anh. Nhắm mắt lại, trong đầu Dương Bách Xuyên đều là vẻ mặt nghiêm túc thậm chí mang theo khát vọng của Hạ Lộ lúc trước nói anh nguyện ý làm bạn với tôi sao. Cô là yêu tu, là một mỹ nhân ngư, lại cống hiến cho con người hơn cả con người. Đối với bạn bè có thể nói là cùng sống cùng chết. Chẳng lẽ Dương Bách Xuyên anh không thể? Anh không những có thể, mà còn có thể đổi mạng. Bởi vì từ nhỏ không có cha mẹ, do quái gở ở trường nên cũng không có nhiều bạn bè, vì thế Dương Bách Xuyên vô cùng quý trọng những người bạn của mình. Nhưng sự chân thành của Hạ Lộ đối với người bạn như anh, khiến cho một nhân loại như anh cũng thấy xấu hổ. Ngẫm lại những điều này, trong lòng Dương Bách Xuyên càng thêm kiên định niềm tin của mình, tìm Hạ Lộ, nếu thật sự không tìm thấy, anh thề sẽ nhổ tận gốc thần tông cùng em Mờ Nguyệt Môn. Đêm nay Dương Bách Xuyên không tu luyện, mà là củng cố vài loại pháp thuật ở trong đầu một lần nữa, đặc biệt là vu thuật tinh huyết chú, hiện tại trên cơ bản có thể thi triển ra, nhưng có chút mới lạ, anh có thể tìm hiểu và sử dụng tốt hơn ở trong đầu. Cũng quan sát một số kiến thức tu luyện thuận lợi mà sư phụ ném ở trong đầu lúc trước, để kiến thức tu chân của mình càng nhiều hơn. Dương Bách Xuyên biết anh sẽ dần dần đối mặt cùng tiếp xúc với càng ngày càng nhiều cao thủ, thậm chí có một cảm giác mãnh liệt, nói không chừng đến một ngày nào đó giới Sơn Hải sẽ thông đạo, một số cường giả tu chân đến từ giới Sơn Hải sẽ thoát ra. Mặc dù đã tu luyện đến trúc cơ, nhưng anh lại cảm thấy bản thân không được lơi lỏng, còn phải nỗ lực hơn cả trước kia để tăng thực lực và tu vi. Bởi vì bất kể là lão nhân rượu tiên đột nhiên đi ra, hay là ma nữ Hồng Phật được thả ra từ đại mộ dưới biệt thự, thậm chí bao gồm chị em Lục Tuyết Hy đều là cao thủ có thực lực kim đan, có điều cảnh giới của người sau đã bị đại ngã mà thôi, chung quy sẽ có một ngày khôi phục trở lại. Đối mặt với kim đan anh chỉ có thể bỏ chạy. Sự tồn tại và xuất hiện của những người này đều cho Dương Bách Xuyên một gợi ý, cường giả trên địa cầu có lẽ không chỉ có kim đan tồn tại. Anh muốn đi xa hơn cùng bảo vệ người thân bạn bè trong con đường tu chân, không ngừng tăng thực lực của mình là điều tất nhiên. Rạng sáng ngày hôm sau, anh mở mắt ra, trong ánh mắt càng thêm sáng ngời sâu thẳm. Hơi thở cả người cũng thêm một tia trầm tĩnh. Đối với kiến thức tu chân mà sư phụ Vân Thiên Tà truyền thụ ở trong đầu, lúc này anh cơ bản đã xem xong rồi, thật sự lời không ít. Một thế giới hoàn toàn mới hiện ra ở trong đầu anh càng ngày càng mê mẩn thế giới tu chân hơn. Thế giới tu chân rộng lớn thật sự có thể hình dung bằng hai chữ thần kỳ. Trên có cảnh giới tu chân, dưới có người tu chân ăn cơm mặc quần áo vân vân, đều có một chút hiểu biết. Từ cảnh giới mà nói, trong lời giới thiệu của sư phụ cảnh giới tu chân có bốn đại cảnh giới, chia thành luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ. Trong tương lai nhất định còn có rất nhiều đại cảnh giới khác, nhưng trong đầu sư phụ chỉ giảng bốn đại cảnh giới này. Mà bây giờ anh mới đến giai đoạn 2 của đại cảnh giới trúc cơ kỳ. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đều có 9 tiểu cảnh giới, tức là từ tầng 1 đến tầng 9. Sau trúc cơ là kim đan kỳ, cảnh giới này lại là một đường ranh giới, giống như nguyên anh, có đủ loại thần kỳ tồn tại. Đối với điều này Dương Bách Xuyên tràn ngập chờ mong trong tương lai sẽ đạt đến 2 đại cảnh giới cuối cùng, không có 9 giai đoạn nhỏ trong cảnh giới, mà là 4 tầng sơ trung hậu viên mãn. Chuyện nhỏ như có người tu chân ăn, mặc, ở, đi lại và phương tiện, dựa theo lời sư phụ truyền thừa, ở trong giới tu chân, ăn, mặc, ở, đi lại giống như chuyện lớn, nhưng chuyện ăn mặc hoàn toàn khác với người thường. Đồ ăn của người tu chân đều là đồ ăn có linh khí, y phục mặc trên người cũng là pháp khí. Pháp khí là một tên gọi chung, ở trong miệng người tu chân gọi là linh khí, có thể luyện hóa vào trong cơ thể, đương nhiên tu vi ít nhất phải đến trúc cơ kỳ mới được. Bởi vì sau trúc cơ mới có đan điền, linh khí cần thai nghén ở trong đan điền, đến lúc đó chỉ cần một niệm là có thể triệu hoán ra, dùng ý niệm khống chế linh khí. Không thể buộc chặt trong cơ thể,
chỉ có thể xem như pháp khí cao cấp mà thôi. Sự tồn tại của linh tính là do linh khí. Dương Bách Xuyên ngẫm lại bây giờ anh cũng có thể tạo ra linh khí, đáng tiếc anh không làm thế. Nhưng mà, anh cũng nghĩ đến cấp bậc của kiếm đồ long được giữ trong nhà, có thể thu vào đan điền tạo ra được hay không, lúc về nhất định sẽ thử xem. Có linh khí tồn tại không phải có thể phi hành bằng ngự kiếm sao? Phong cách cỡ này. Dương Bách Xuyên chảy nước miếng ngây ngô mỉm cười, sau khi đè những tạp niệm này xuống, anh chuẩn bị xuống núi rời đi, trực tiếp đến Ngưu Quan Cát tìm Hạ Lộ. Dù sao ở trong núi không ai nhìn thấy, tìm đúng phương hướng của Ngưu Quan Cát, vận khởi thuật ngự phong, bay lên trời cao, thân thể hóa thành một dòng nước biến mất ở núi Bích Phong trong chớp mắt. Đang nhìn không trung nên Dương Bách Xuyên không dám bay quá cao, chỉ bay cách mặt đất khoảng 30 đến 40 mét. Từ đây đến Ngưu Quan Cát cũng khoảng 5 km, Dương Bách Xuyên đã đến đó chưa đầy 10. Chân khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao 8 phần. Đứng ở trên đỉnh núi, Dương Bách Xuyên cảm thán ngự phong thuật, thật sự là pháp thuật thần kỳ. Tuy rằng đã tiêu hao phần lớn chân khí, nhưng cũng đáng giá. Uống một viên tụ khí đan sau đó tĩnh tọa để khôi phục chân khí. Nửa giờ sau Dương Bách Xuyên đứng dậy, nhìn sông Trường Giang dưới chân núi phi thân nhảy lên, lao vào trong Trường Giang. Anh đã kiểm tra Ngưu Quan Cát trong vòng 3 km từ nơi này. Nếu Hạ Lộ biến trở về Mỹ Nhân Ngư có lẽ là đáy nước ở đây. Sau khi vào nước, Dương Bách Xuyên sử dụng thuật tránh nước trực tiếp lao vào đáy sông. Không khác lắm với tư liệu mà anh đã điều tra, mực nước ở đây từ cạn đến sâu, mực nước nông nhất là 10 mét, nhưng càng đến hạ lưu thì mực nước sẽ càng sâu hơn. Hai bờ sông ở đây đều có núi lớn bao quanh, hình thành một hình vịnh nước rộng hàng ngàn mét, mực nước trong vịnh sâu nhất cũng hơn 100 mét, đây được gọi là nơi sâu nhất của Trường Giang. Ở dưới đáy nước Dương Bách Xuyên có thuật tránh nước nên không bị áp lực nước cùng dòng nước ảnh hưởng chút nào, tiến một bước về phía trước. Thần thức được phóng ra nhìn tình huống ở cả đáy nước. Trong phạm vi 900 mét không có chút phát hiện nào, lúc ấy thấy được rất nhiều loài cá, nhưng đều là loài cá bình thường. Tiếp tục đi về phía trước, cho dù anh có phóng ra linh thức đi tìm từng chút một, cũng muốn tìm thấy vùng nước Ngưu Quan Cát 3 km, cho bản thân một lời giải thích trong lòng. Khi anh đến đáy sông với độ sâu 100 mét, lại phóng ra linh thức một lần nữa. Nó đang khuếch tán ra từng chút. Linh thức nhìn thấy rất nhiều thứ ở đáy sông, ngoại trừ các loài cá ra còn có cả xương cốt, thuyền chìm bị tàn phá, thậm chí còn phát hiện một con thuyền cổ, trên đó có cả châu báu. Dương Bách Xuyên tạm thời không để ý đến những thứ này, mục tiêu của anh là tìm kiếm Mỹ Nhân Ngư Hạ Lộ. Trong một khắc, linh thức xem xét đến một chỗ đá ngầm thân núi ở dưới đáy, anh phát hiện một cái hang động khổng lồ, cả người đều chấn động. Nhìn thấy hang động ở dưới đáy sông cũng không xem như kỳ quái, nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra có vẻ như không giống bình thường, bởi vì chiều cao của hang động này khoảng 10 mét, còn xuất hiện ký hiệu ở bên cạnh, nhìn qua như văn tự nào đó, nhưng lại không phải văn tự đã từng xuất hiện trong văn minh nhân loại, Dương Bách Xuyên chưa từng nhìn thấy văn tự giống như ký hiệu này. Quan trọng hơn là, trong hang động này anh cảm nhận được có linh khí nhàn nhạt đang dao động, thậm chí có một luồng khí tức quen thuộc, giống như khí tức của Hạ Lộ. Nếu không phải vì có linh thức, Dương Bách Xuyên sẽ không thể phát hiện hang động này, bởi vì nó được ẩn giấu ở dưới đá ngầm, hơn nữa lại bị bao phủ bởi các loài cây thủy sinh, mắt thường sẽ không thể nhìn thấy được. Chỉ có linh thức mới phát hiện ra được, hơn nữa thực ra tảng đá ngầm dưới đáy nước kia có thể nói là một ngọn núi thì đúng hơn, vì nó vô cùng to lớn. Hang động này tựa như một cánh cổng vậy. Những ký hiệu được chạm khắc bên hông hang động trông rất cổ kính và huyền bí. Cũng không biết có phải là những văn tự cổ đại xa xưa hay không. Tóm lại là Dương Bách Xuyên không biết một chữ nào. Nhưng khi anh cảm nhận được hơi thở của Hạ Lộ, thì trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vã đi về phía đá ngầm. Sau khi gạt những cây thủy sinh ra, Dương Bách Xuyên đã mở ra một lối đi giữa những cây thủy sinh rậm rạp rồi đi vào trong. Sau khi rẽ vào một lối đi cong, một hang động cao hơn 10 mét xuất hiện trước mặt anh. Điều kỳ lạ là trước đó khi sử dụng linh thức để quan sát, tại cửa hang động này có một sức mạnh vô hình đã ngăn cản linh thức lại, khiến linh thức không thể nhìn thấy được, và khi nhìn bằng mắt thường, thì có lẽ là do bên trong quá sâu, nên vốn nhìn không rõ bên trong có cái gì, hoàn toàn tối om. Trông có vẻ như là một hang động đầy ẩn số,
nhưng với hơi thở mà Hạ Lộ để lại, thì cho dù có là đầm rồng hang hổ, Dương Bách Xuyên cũng đành phải chui vào trong. Những ký tự bên hông cửa hang tràn ngập khí chất cổ xưa, nhìn vào đã thấy hoa mắt, Dương Bách Xuyên vội vàng chuyển ánh nhìn đi nơi khác, cho rằng linh thức không thể nhìn thấu hang động hẳn là có liên quan đến những ký hiệu cổ xưa này. Bất kể ra sao Dương Bách Xuyên cũng muốn đi vào bên trong xem thử, thế là anh nghiến răng bước chân vào trong hang động. Sau khi anh vừa bước chân vào hang động, lập tức cảm nhận thấy một luồng khí lạnh ùa đến, như bước vào một hang băng vậy. Khắp bên ngoài hang động trông tối đen như mực, nhưng sau khi vào trong, linh thức vẫn không thể nhìn thấy gì, lần này Dương Bách Xuyên như đã trở thành một kẻ mù lòa. Nhưng mà, anh lại có thể cảm nhận được hơi thở của Hạ Lộ, có hơi thở này rồi, thì cứ tiếp tục đi theo đó là được. Cũng chẳng biết hang động này là nơi nào, không lẽ là nhà của Hạ Lộ sao? Nghĩ lại thì không thể nào. Bởi vì suy cho cùng nhà của Hạ Lộ chỉ là một vùng nước kia thôi, khi đó cô ấy vẫn còn là một con cá nhỏ, vốn không hề có năng lực khai phá ra hang núi thế này. Nhưng mà mọi thứ cũng khó nói, cô ấy thuộc tộc cá rồng, có huyết mạch của rồng thật, cũng mang huyết thống cao quý trong yêu tộc, nói không chừng nơi đây là xào huyệt của tộc cá rồng. Dương Bách Xuyên vừa suy nghĩ trong lòng vừa từng bước đi về phía trước. Tuy là ký hiệu cổ xưa thần bí trong hang động có thể ngăn cản linh thức quan sát, nhưng mà lại không ảnh hưởng đến dòng nước chảy ra vào, bên trong hang động vẫn có nước, nhưng không ảnh hưởng thuật tránh nước của Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên nghĩ đến viên Dạ Minh Châu trong bình càn khôn. Vốn dĩ lần trước đã định giao cho Triệu Nam để đem bán cùng với lô trang sức kia, nhưng mà suy nghĩ lại thì quyết định giữ lại vẫn tốt hơn. Vừa đúng lúc có thể dùng đến. Lấy một viên Dạ Minh Châu ra cầm trên tay, xung quanh lập tức sáng hẳn lên, có thể chiếu sáng ở phạm vi 3 mét. Anh nâng lên nhìn quanh một lượt, hang động rất bằng phẳng, trông có vẻ không phải được hình thành một cách tự nhiên, mà giống như là cố tình khai quật ra lối đi cho hang động thì đúng hơn, cứ mãi kéo dài ra xa. Nhưng điều khiến cho Dương Bách Xuyên thán phục là người khai quật ra được hang động thế này nhất định không phải là người bình thường, một là những người tu chân có tu vi cao cường. Hai là bọn yêu quỷ tu luyện. Dương Bách Xuyên giơ viên Dạ Minh Châu lên và đi một mạch về phía trước, sau khi đi được nửa tiếng đồng hồ, trong hiện thực của anh xuất hiện một quầng sáng mờ nhạt và đôi mắt màu bạc. Nhịp tim anh đập mạnh và bước càng nhanh về phía trước. 5 phút sau, Dương Bách Xuyên ra khỏi lối vào hang động và nhìn thấy một vùng đất sáng chói, trong lòng tràn ngập nỗi kinh ngạc. Anh không ngờ rằng ở phía cuối hang động hoặc có thể nói là sau khi đi xuyên qua thân núi đá ngầm dưới đáy nước, ra khỏi hang động rồi vẫn còn có một cung điện hung vĩ cao khoảng 100 thước. Khắp cả cung điện đều tỏa ra tia sáng màu bạc, hoàn toàn y như là màu sắc của pha lê. Một cụm từ hiện ra trong đầu anh: Long cung pha lê. Khi còn nhỏ, bất kể là nghe những người lớn tuổi kể chuyện, hay là phim hoạt hình, v.v. thì đều luôn xuất hiện Long cung pha lê. Đây là Long cung của tộc rồng trong truyền thuyết. Nhưng mà Long cung trong tâm trí của Dương Bách Xuyên vẫn luôn tồn tại ở Biển Đông, ai có thể ngờ rằng ở khu vực sông Dương Tử lại có Long cung pha lê thế kia. Đương nhiên nó không phải là một tòa cung điện với kiến trúc pha lê thật, bước vào rồi mới phát hiện thực ra là một loại ngọc thạch màu lục nhạt khá trong suốt, cung điện hoàn toàn được xây bằng ngọc thạch, nhưng với độ cao 100 thước kia thì khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc đây có phải là nơi dành cho người ở không? Chắc chắn là không rồi. Nơi dành cho người ở mà có thể xây cao như vậy sao? Dương Bách Xuyên chỉ nghĩ được một chữ: yêu quái. Chỉ có ma quái tu luyện mới có thân hình khổng lồ như vậy. Là yêu tộc phương nào? Hay là thực sự có tộc rồng? Với nỗi ngờ vực vô cùng tò mò ấy, Dương Bách Xuyên liền bước lên bậc thang của cung điện và đi đến trước cổng. Cánh cổng dày và cao, có một khe hở rộng nửa mét, chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Hơi thở của Hạ Lộ chính là ở ngay bên trong tòa cung điện nguy nga này, Dương Bách Xuyên không chút nghĩ ngợi mà bước qua khe cửa rộng nửa mét ấy để đi vào trong. Sau khi vào bên trong, khắp cả đại điện sáng hơn gấp 5 lần, bởi vì ngọc thạch gần như trong suốt ấy đều đang tỏa sáng lấp lánh, chiếu sáng cả một đại điện. Đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy ở giữa đại điện có một vật thể phát sáng màu vàng với kích cỡ bằng lòng bàn tay đang nổi lơ lửng trên không, vô cùng tỏa sáng. Ở phía dưới của vật thể phát sáng này là một ngọn đài cao hơn 3 mét, trông diện tích cũng rộng hơn 10 mét,
hoàn toàn là nguyên hình, từng ký hiệu màu vàng kim trên đó giống y hệt như những cái trước đó đã nhìn thấy ở cửa hang động vậy, trải khắp cả ngọn đài. Thứ thu hút Dương Bách Xuyên nhất vẫn là vật thể phát sáng màu vàng đang nổi lơ lửng trên ngọn đài, anh cũng không biết đó là gì, tóm lại là sức mạnh tỏa ra rất đặc biệt. Ngọn đài khổng lồ này trông có vẻ như là một đàn thờ. Nhìn từ bên ngoài, khắp cả cung điện trông rất rộng lớn, nhưng mà không gian ở đây cũng chỉ hơn 200 mét vuông, có lẽ vẫn còn có những đại điện khác. Nhưng mà hơi thở của Hạ Lộ vẫn còn ở đó, hơn nữa rất mãnh liệt, chính là ngay trên đàn thờ. Dương Bách Xuyên nhảy lên đàn thờ một phát. Vừa nhìn bên trên đàn thờ, lại cũng thấy từng ký hiệu màu vàng kia, còn có cả những đường nét phức tạp kết nối các ký tự lại với nhau theo thứ tự. Còn Dương Bách Xuyên ở trên đàn thờ thì lại toàn thân run rẩy. Trong hiện thực của anh nhìn thấy hàng chục vảy cá và một vũng máu. Không cần phải tìm nữa, hơi thở của Hạ Lộ chính là được tỏa ra từ vảy cá và vũng máu này. Trong lòng của Dương Bách Xuyên nhảy loạn xạ và nhìn xung quanh hét lớn Hạ Lộ. Anh dùng chân khí hét lớn mấy lần liền đều không ai trả lời, trên người còn đọng lại chút dư âm. Vảy cá và vết máu rất dễ khiến con người ta liên tưởng đến chuyện không hay. Khắp cả đàn thờ cũng không có bất cứ thứ gì khác so với ban đầu, thứ thay đổi duy nhất chính là trên đàn thờ xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện vậy, có vẻ như đàn thờ đã bị sức mạnh to lớn nào đó đánh đến sứt mẻ. Vào giây phút này trong lòng của Dương Bách Xuyên trầm lặng, tuy là anh lần theo hơi thở của Hạ Lộ và tìm tới nơi này, nhưng lại chỉ có vảy cá cùng vết máu của cô ấy. Trong lòng của anh có một linh cảm không tốt, Dương Bách Xuyên nhìn xung quanh với đôi mắt đỏ hoe, hy vọng có kỳ tích xuất hiện, tiếp theo đây Hạ Lộ sẽ đi ra từ một góc nào đó trong đại điện, nhưng mà lại không. Trong lòng vô cùng kìm nén, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên nhìn thấy vật thể màu vàng đang bay lơ lửng ngay trên đầu. Lúc này do ở gần, nhìn kỹ lại thì mới phát hiện là một bộ giáp siêu lớn, không khác gì là vảy cá, to bằng lòng bàn tay của người bình thường, nếu so với vảy cá của Hạ Lộ thì phải nói đây là một mảnh giáp lớn hơn gấp mấy chục lần. Mảnh giáp của loài quái vật nào mà lại to lớn như vậy? Lúc này trong đầu của Dương Bách Xuyên có cảm xúc vô cùng tiêu cực, toàn suy nghĩ theo chiều hướng xấu, anh nghĩ thầm liệu Hạ Lộ có phải đã bị một con quái vật to lớn nào đó ăn thịt rồi không? Điều này cũng không phải là không thể xảy ra, nếu không thì làm sao giải thích về vảy cá và vết máu của cô ấy chứ, và tại sao không thấy thi hài xương cốt. Hơn nữa bộ giáp khổng lồ bay lơ lửng kia chính là bộ vảy của quái thú, việc tồn tại loài yêu quái khổng lồ nào đó cũng không phải là chuyện không thể. Trong lòng vừa quyết, Dương Bách Xuyên nhảy dựng lên muốn cua lấy bộ vảy màu vàng bay lơ lửng kia, anh muốn nghiên cứu xem rốt cuộc là lớp vảy của loài yêu ma nào. Liệu Hạ Lộ có phải đã bị hai bộ vảy khổng lồ này nuốt chửng hay không? Sau khi cua lấy bộ giáp khổng lồ ấy trong tay, đột nhiên có một tiếng gầm rú vang lên làm lung lay tâm trí, xuyên thủng màng nhĩ. Ếch! Đó là tiếng kêu của rồng. Ngay sau đó sắc mặt của Dương Bách Xuyên trở nên trắng bệt, ánh sáng vàng của lớp vảy khổng lồ gây chói mắt tựa như ánh mặt trời, một con quái vật khổng lồ dài hơn 30 mét đột ngột chui ra khỏi bộ vảy. Bay lơ lửng trên không và ngước xuống nhìn Dương Bách Xuyên. Đây là, rồng sao? Tim gan của Dương Bách Xuyên đều run lên cầm cập và nói thầm trong lòng một tiếng. Con quái vật khổng lồ bay lơ lửng trên không kia càng nhìn càng thấy giống con rồng, dân tộc Trung Quốc đều lấy rồng làm vật tổ, có rất nhiều tranh vẽ, phim ảnh nói về rồng, con vật xuất hiện trước mặt đây chính là con rồng. Một con rồng xanh. Khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy con rồng xanh, đầu tiên là hốt hoảng, sau đó là giận dữ. Hốt hoảng là vì không ngờ rằng linh thú trong truyền thuyết như rồng đây lại tồn tại trên thế giới này. Tức giận là do đã hiện thực hóa suy đoán của mình, rằng là có con quỷ rồng xanh, thế thì Hạ Lộ chắc hẳn đã bị dọa đến hoảng sợ. Đây là điều này anh không thể chấp nhận được. Nhưng chính vào lúc này đây, rồng xanh đang ngước xuống nhìn bỗng nhiên hú dài một tiếng, ếch. Sau đó mở cái miệng rộng đẫm máu ra và lao xuống phía anh. Tốc độ nhanh như tia chớp, khiến cho Dương Bách Xuyên không hề tránh kịp. Trong phút chốc đã chui vào trong cơ thể của Dương Bách Xuyên. Và đi thẳng vào trong tâm thức. Sắc mặt của Nhất Vân tái nhợt, không ngờ là con rồng xanh này ngang nhiên có thể đi thẳng vào trong tâm thức của mình. Nhưng đồng thời anh cũng hiểu rằng rồng xanh không phải là con rồng thật, mà là vật thể ý thức ở trạng thái linh hồn.
vì vậy nó có thể trực tiếp đi vào trong tâm thức của anh. Cả tốc độ lẫn sức mạnh đều khiến cho Dương Bách Xuyên không thể có bất cứ phản ứng hay sự chống cự nào. Tâm thức là nơi nào? Là nơi linh hồn tồn tại và tu chân chính là cội nguồn. Là nơi quan trọng nhất của người. Đối với những người tu chân mà nói, thân xác không còn, nhưng linh hồn thần khí vẫn còn, thì vẫn chưa được coi là đã chết, sau này vẫn có thể tìm cách tu luyện để hàn gắn thân thể trở lại. Thế nhưng một khi tâm thức đã không còn, thì đó mới chính là thực sự diệt vong. Sẽ không có cơ hội tái sinh nào dành cho anh. Vì vậy sau rồng xanh chui vào tâm thức, Dương Bách Xuyên sợ hãi đến mức tim gan vỡ vụn. Nhưng mà anh không còn cách nào khác. Rồng xanh là một cơ thể linh hồn lớn mạnh, không phải là một con rồng thật sở hữu yêu khí. Thân xác khổng lồ không ai sánh bằng kia trong nháy mắt đã chui vào trong tâm thức của Dương Bách Xuyên. Toi rồi. Toàn thân Dương Bách Xuyên đang run rẩy, trong lòng thốt lên một câu toi rồi. Anh biết hậu quả khi rồng xanh lao vào tâm thức của mình. Chỉ có một con đường chết. Hiện tại anh mới chỉ là kẻ tu chân của trúc cơ kỳ, còn chưa đạt tới kim đan kỳ, nói trắng ra là vẫn còn ở trạng thái linh hồn, nếu như luyện thành kim đan, thì linh hồn sẽ có cơ hội sống sót, sau đó vào trong kim đan thụ thai linh hồn, đến lúc đó cũng có thể miễn cưỡng gọi là thần hồn. Trạng thái lúc này chính là linh hồn sống trong tâm thức, ngay ở khu trung tâm, không còn nghi ngờ gì nữa, rồng xanh lao vào tâm thức chính là để hủy diệt linh hồn. Dương Bách Xuyên cảm thấy bộ não bỗng chốc có cảm giác như sắp nổ tung vậy, ý thức cũng trở nên mơ hồ hơn nhiều. Trong lòng vô cùng không cam tâm. Mình phải chết rồi sao? Đó là tiếng lòng tuyệt vọng của anh. Tuy nhiên mọi chuyện thường hay được xoay chuyển tình thế. Một tiếng hừ vang lên, hừ. Mình càn khôn trên cánh tay trái của anh trở nên cực kỳ nóng, ngay sau đó Dương Bách Xuyên liền cảm nhận được một loạt tiếng hét thê thảm của rồng xanh ép. Chỉ là một linh hồn còn sót lại không có ý thức thôi, gây rối gì chứ? Giọng nói này đúng thật là của sư phụ Vân Thiên Tà. Ngay khi sư phụ dứt lời, ý thức của Dương Bách Xuyên cũng đã minh mẫn trở lại, cảm thấy bầu không khí ngột ngạt trong đầu cũng đã biến mất đi. Anh bất ngờ kêu to, sư phụ, ngày hôm đó khi trúc cơ, sư phụ nói rằng ông muốn chìm vào giấc ngủ say, Dương Bách Xuyên tưởng rằng thực sự ngủ say đến nỗi không tỉnh dậy được. Không ngờ là vào thời điểm quan trọng nhất, ông lão cũng đã tỉnh dậy và xuất hiện, điều này khiến cho Dương Bách Xuyên cảm thấy ông lão chết tiệt đang lừa mình, vốn dĩ không hề có ngủ say gì cả. Thằng nhóc chết tiệt, không phải đã từng nói với con là phải kiềm mình chút sao, sao lại xông vào nơi thần bí như vậy thế hả? Vân Thiên Tà nói với giọng trách mắng. Nhưng mà Dương Bách Xuyên lại nghe ra được là tâm trạng của ông lão có vẻ khá tốt. Con là vì muốn đi tìm Hạ Lộ. Ai mà biết nơi này lại có rồng xanh sinh sống cơ chứ? Mà này, sư phụ chết tiệt, chả phải người nói trong lúc người ngủ say, cho dù con có gọi ngươi, thì người cũng sẽ không tỉnh lại sao? Có phải là người vẫn đang gạt con không? Dương Bách Xuyên ăn nói không hề khách sáo với sư phụ. Sao hả, thằng danh con này còn trách móc ta đó à? Vân Thiên Tà hét lên. Ăn nói dư thừa, người không biết vừa rồi khi rồng xanh lao vào tâm thức của con. Cảm giác của con như thế nào đâu, nếu biết sớm người lừa gạt con, thì hà tất con phải lo lắng hoảng sợ vậy chứ. Dương Bách Xuyên thầm oán trách trong bụng, ông lão chết tiệt này, nếu mà sớm biết được ông có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, thì tôi đây đâu phải sợ hãi đến thế kia, suýt chút nữa đã tè ra quần rồi. Nhảm nhí, nếu ta mà nói với con là cái mạng nhỏ của con sẽ không thể mất đâu, thế thì sau này thằng nhóc như con lại hình thành tính ỷ lại, con đường tu chân cũng sẽ theo đó mà chấm dứt. Hiểu chưa? Vân Thiên Tà nổi giận quát. Dương Bách Xuyên cũng biết là sư phụ nói đúng, nhưng mà cứ phải cãi lại, vì vừa rồi anh thực sự bị dọa đến phát khiếp. Một lúc sau, anh hỏi, con rồng xanh đâu rồi? Đã bị vi sư nuốt chửng rồi, tên nhóc như con lần này cũng được xem như là đã làm một chuyện tốt cho vi sư. Rồng xanh là một linh hồn còn sót lại không có ý thức, đồng thời cũng là một sức mạnh linh hồn thuần khiết. Vi sư nuốt chửng rồi sẽ có thể bù đắp hao tổn trước đó. Đáng tiếc là bình càn khôn đã nuốt chửng và hấp thụ hơn nửa con rồng xanh, nếu không ta đã có thể phát huy một số bí thuật rồi. Vân Thiên Tà nói một cách vô cùng tiếc nuối. Nghe thấy sư phụ nói bình càn khôn có thể nuốt chửng linh hồn của rồng xanh, Dương Bách Xuyên có hơi ngạc nhiên,
trong lòng tò mò liền nhìn vào bên trong bình càn khôn một phát, bên trong không có một chút thay đổi nào. Sư phụ già chết tiệt, người gạt con à, bên trong bình càn khôn không hề có bất cứ sự thay đổi nào cả. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Con thì biết cái thá gì, bình càn khôn bình là báu vật vô thượng, con thì có thể cảm nhận được cái gì hả? Nếu như vi sư đoán không lầm, linh hồn của rồng xanh khi bị bình càn khôn hấp thụ có lẽ đều đã bị hấp thụ bởi linh hồn của bình càn khôn, bên trong trông có vẻ không có thay đổi, nhưng mà bản chất thì đã thay đổi, tu vi của con quá tệ, nên không cảm nhận được điều này đâu, yên tâm đi, lần này bình càn khôn hấp thụ sức mạnh linh hồn của rồng xanh rồi, có lẽ một ngày nào đó sẽ mang đến điều bất ngờ không thể ngờ tới. Vi sư cũng không thể nhìn thấu báu vật vô thượng này, nhưng dựa trên kinh nghiệm của vi sư, sau này bình càn khôn chắc chắn sẽ tồn tại tương tự như một linh vật, linh hồn của rồng xanh là nguồn năng lượng không có ý thức, việc nó chui vào trong tâm thức của con cũng là một bản năng, nên không cần phải nghĩ ngợi nhiều, dù sao cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà nơi này lại tồn tại một trận truyền tải huyết mạch, linh hồn còn sót lại của con rồng xanh này có lẽ đã kích hoạt trận pháp. Nếu thằng nhóc như con không ngứa tay chạm vào vảy rồng, thì linh hồn của con rồng đang thụ thai trong vảy rồng cũng đã không thoát ra. Phải rồi, hãy cất giữ bộ vảy rồng này đi, đây miễn cưỡng cũng có thể xem là thứ linh vật tầm trung đó, trở về tu luyện một phen sẽ có thể thu giữ ở trong bào thai đan điền của con, rất có tác dụng trong việc dùng ý nghĩ thôi thúc để giết địch đó, vừa hay thích hợp với tu vi hiện giờ của con. Vân Thiên Tà căn dặn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn bộ lân giáp trong tay nói, lão già, đây là vảy rồng thật sao? Còn sai đi đâu được chứ? Không lẽ con cho rằng vảy cá có thể to được như vậy sao? Đương nhiên mảnh vảy rồng này rất có thể không phải là vảy rồng trên cơ thể của linh hồn rồng xanh, mà là vảy rồng của rồng hoàng kim. Loài có huyết mạch cao quý nhất trong tộc rồng chính là rồng hoàng kim năm móng. Linh hồn của rồng xanh có lẽ chỉ là một nguồn sức mạnh ở nhờ bên trong mảnh vảy rồng này để chuyên đi kích hoạt đàn thờ huyết mạch mà thôi. Nó chỉ là sức mạnh tàn dư không có ý thức thôi. Nếu như thực sự có ý thức, thì vừa nãy tên nhóc như con đã chết cả trăm lần rồi, vi sư cũng không thể cứu con. Vân Thiên Tà giải thích. Dương Bách Xuyên bĩu môi nói, chẳng phải ban nãy người đã lập tức cảm nhận được ngay rồi sao? Đó chả phải đều là nhờ vào dự báo của bình càn khôn sao? Mặc dù vi sư có dè chừng với thực lực tự vệ của con, nhưng mà cũng không kịp phản ứng nhanh thế kia được, là sau khi bình càn khôn cảnh cáo, vi sư mới cảm nhận được con gặp nguy hiểm đó thôi. Trong giọng điệu của Vân Thiên Tà thể hiện lòng kính trọng đối với bình càn khôn. Dương Bách Xuyên không đồng tình, lập tức hỏi, lão già, nói như thế thì linh hồn còn sót lại của con rồng xanh này là sẽ không thể nào nuốt chừng được hạ lộ, nhưng mà tại sao nơi này chỉ có vảy cá và vết máu của hạ lộ mà không thấy cô ấy đâu cả? Người mà Dương Bách Xuyên quan tâm từ đầu đến cuối vẫn là hạ lộ. Không phải đã nói rồi sao, ngọn đài này là đàn thờ huyết mạch, rất có thể là đàn thờ huyết mạch của các chi tộc rồng. Theo như vi sư suy đoán, trên cơ thể của người cá hạ lộ có huyết mạch rồng thực sự. Cô ấy tới nơi này rất có thể là bởi vì lần trước sau khi con giúp cô ấy tiến hóa huyết mạch, nên đã được truyền thụ từ đời trước mà tìm được đến nơi đây. Chỉ có mang trên người huyết mạch của tộc rồng thì mới có thể kích hoạt đàn thờ huyết mạch của tộc rồng, nếu như đoán không sai, thì người cá hạ lộ có lẽ bị dịch chuyển mà rời khỏi. Trên thực tế đàn thờ huyết mạch này là một trận pháp dịch chuyển huyết mạch, người cá đã dùng huyết mạch khởi động trận dịch chuyển để rời khỏi nơi này. Vân Thiên Tà phân tích. Nghe sư phụ nói như vậy, Dương Bách Xuyên gật đầu cảm thấy có lý, nhưng mà anh không biết được hạ lộ đã bị dịch chuyển đến đâu, nếu như dựa vào những gì bây giờ nhìn thấy. Thì có lẽ cô ấy vẫn còn sống, không nhìn thấy xác thì là có hy vọng, trong lòng của anh cũng xem như là có được một tâm niệm. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên rất tin tưởng vào những lời suy luận của ông lão. Anh không nhịn được liền hỏi, con có thể sử dụng trận dịch chuyển này không? Người hãy nghĩ cách dùm con, hãy dịch chuyển con theo cùng luôn đi ạ, để con đi tìm hạ lộ. Ha ha, nằm mơ đi, Vân Thiên Tà cười khẩy. Tại sao chứ? Dương Bách Xuyên lớn tiếng hỏi. Con đúng là đồ ngốc, đã bảo đây là trận dịch chuyển huyết mạch rồi mà, bộ con có huyết mạch của tộc rồng sao? Hơn nữa, cho dù con có huyết mạch của tộc rồng, thì cũng không dịch chuyển được, bộ không thấy trận dịch chuyển này đã đổ vỡ rồi sao? Có nhiều vết nứt xuất hiện như vậy, trận dịch chuyển này xem như là bị hủy hoại rồi. Quan trọng là cho dù có không bị hủy hoại, thì linh hồn còn sót lại của rồng xanh cũng đã bị vi sư và bình càn khôn nuốt chửng cả rồi.
làm gì còn có sức mạnh để kích hoạt trận dịch chuyển nữa chứ? Hơn nữa vừa nhìn đã biết đó là một trận dịch chuyển có quy mô lớn rồi, thằng nhóc như con hãy nhớ kỹ cho ta, sau này có gặp phải trận pháp lớn thế này thì hãy tránh xa một chút, nói không chừng sẽ dịch chuyển con đến một thế giới khác luôn ấy. Vân Thiên Tà trịnh trọng cảnh cáo. Dương Bách Xuyên có chút không nói nên lời, xem ra Hạ Lộ phần lớn là đã bị đưa đến một thế giới khác rồi. Đó là thế giới ra sao nhỉ? Trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chính là Sơn Hải Giới, và cũng chỉ có Sơn Hải Giới mà thôi. Được rồi, nhóc con, đừng lo lắng cho cô người cá đó nữa, vi sư nhận ra rằng cô ấy là một con yêu thú may mắn, nên sẽ không chết sớm thế đâu. Con hãy chăm chỉ tu luyện, rồi sẽ có một ngày hai đứa sẽ còn được gặp lại nhau mà. Vi sư sẽ truyền lại cho con pháp trận tu luyện linh vật, cố gắng tôi luyện vảy rồng thành bào thai và nuôi dưỡng trong đan điền, nó sẽ có thể trở thành một tuyệt chiêu của con đó. Khi sư phụ đang nói, Dương Bách Xuyên đã cảm thấy trong đầu xuất hiện một đoạn văn đầy chữ, trên đó có ghi hai chữ huyết tế. Thực ra tên đầy đủ của bí pháp huyết tế là rèn luyện huyết tế, dùng chân khí chân hỏa cộng với tinh để tôi luyện linh vật, khiến cho linh vật và bản thân sản sinh cảm giác huyết mạch liên thông, rồi dùng ý nghĩ để sai khiến chúng. Nhưng phàm là linh khí hay vũ khí báu vật mang linh khí, thì đều có thể thu giữ trong đan điền như bào thai thông qua phương pháp huyết tế. Thời gian mà chúng được chân khí nuôi dưỡng trong đan điền càng lâu, thì khi sai khiến sẽ càng có linh khí hơn, dễ dàng như điều khiển ngón tay vậy. Đây là đặc điểm lớn nhất của linh vật. Cũng là điều thần kỳ trong việc rèn luyện huyết tế, nói thẳng ra thì chính xây dựng cầu nối liên lạc với linh khí. Kiến thức tu chân có cùng nguyên lý như việc nhỏ máu nhận chủ vậy. Sư phụ Vân Thiên Tà bảo một mảnh vảy rồng miễn cưỡng có thể dùng để so với linh khí tầm trung. Nếu nói như vậy, toàn thân của con linh thú đều là báu vật cả. Nếu Hạ Lộ phần lớn là đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác, thế thì Dương Bách Xuyên cũng ngừng nghĩ đến nữa, thôi thì ngồi xuống và bắt đầu tôi luyện vảy rồng vậy. Vảy rồng mỏng như tờ giấy toát ra một luồng khí thoang thoảng, Dương Bách Xuyên rất hài lòng với việc nó có thể được gọi là vũ khí, cho tới bây giờ anh cũng chưa có pháp bảo nào, nói ra thì thật nghèo nàn. Mặc dù anh đã có được một thanh kiếm đồ long từ hồ tiên nữ mà được cho là rất lợi hại trong mắt sư phụ, nhưng không thể cho vào chiếc bình càn khôn, nên đành phải luôn để nó ở nhà. Giờ đây trúc cơ đã khai thác đan điền thành công, và cũng có thuật huyết tế rồi, anh nghĩ thầm khi trở về sẽ thử xem có thể tôi luyện kiếm đồ long hay không. Bay trên thanh kiếm mới là điều anh khao khát. Anh cầm vảy rồng trong tay và thúc đẩy chân khí và chân hỏa bốc lên, rồi phun ra một giọt tinh huyết. Bắt đầu đọc khẩu quyết tế luyện. Ngay lập tức bên trên vảy rồng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Nửa tiếng đồng hồ sau, Dương Bách Xuyên đã hoàn thành việc tế luyện, lúc này anh cảm nhận thấy giữa mình và vảy rồng có một âm thanh cảm ứng vang lên, anh liền biết rằng đã tôi luyện thành công. Dương Bách Xuyên cầm nó trong lòng bàn tay, khẽ nhẹ giọng nói một tiếng, vào. Tiếp theo đó, vảy rồng liền hóa thành một vệt sáng màu vàng rồi biến đi mất hút. Nhưng đan điền lại lung lay một phát, Dương Bách Xuyên nhìn xuyên bên trong, thấy vảy rồng đã biến thành kích cỡ ba tấc bay lơ lửng trong đan điền, phát ra vầng sáng nhàn nhạt dưới sự nuôi dưỡng của chân khí. Rồi lại dang rộng lòng bàn tay ra và nói, ra. Vảy rồng lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Nó đã được tôi luyện thành công và tùy ý sử dụng rồi. Nhưng bây giờ vẫn còn chưa biết uy lực ra sao. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào góc đàn thờ và thúc đẩy chân khí lên vảy rồng, dùng ý niệm sai khiến vảy rồng di chuyển về hướng mép góc của đàn thờ. Đùng! Sau một tiếng vang lớn, một góc của đàn thờ đã xuất hiện một vết nứt, một khối ngọc bích lớn rơi xuống đất, dài tận một mét hơn. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, trông như thể đã bị dao kiếm cắt đứt như cắt đậu phụ vậy. Ngay lập tức lại thu hồi vảy rồng vào trong người. Anh không ngờ là một mảnh vảy rồng nhỏ bé lại có uy lực lớn mạnh đến vậy. Thực sự mà nói còn mạnh hơn cả uy lực khi anh dùng chân khí biến hóa thành ba bàn tay cộng lại nữa. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên mừng rỡ, nuôi dưỡng bào thai vảy rồng trong đan điền rồi, sau này có thể đánh trả kẻ địch một cách bất ngờ, nhất định sẽ là một cú tuyệt chiêu lớn. Ý niệm sai khiến chân khí truyền tải. Bất kể là tốc độ hay uy lực, đều cực kỳ lớn mạnh, phải nói là có thể giết người trong vô hình. Linh thức của anh trải dài 900 mét,
Trong phạm vi 900 mét, ý niệm của anh có thể sai khiến vảy rồng công kích, phải nói là như một thần thoại ngàn mét lấy đầu người. Tất nhiên là linh thức của anh hiện giờ vẫn chưa đạt đến ngàn mét, nhưng mà sau này rất có thể sẽ được, hiện giờ chỉ có 900 mét nhưng lại có thể dùng vảy rồng công kích kẻ địch, thế cũng đã vô cùng chấn động rồi. Thủ thuật hấp dẫn của những người tu chân lại được thể hiện một lần nữa. Nếu như sau này đều tìm cho đệ tử Vân Môn mỗi người một linh vật, rồi dùng thuật huyết tế tôi luyện và dùng để sai khiến giết địch. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng này thôi cũng đủ khiến cho Dương Bách Xuyên kích động rồi. Đáng tiếc là linh vật sao có thể dễ dàng tìm thấy như vậy. Vảy rồng cũng chỉ có đúng một mảnh trong đại điện này mà thôi. Sau đó Dương Bách Xuyên bèn nhảy khỏi đàn thờ, nhìn xung quanh xem thử nơi Long Cung pha lê này còn có thứ gì khác nữa không. Thật đáng tiếc là không tìm thấy bất cứ thứ gì cả, chỉ là một tòa đại điện rộng lớn và trống trải thôi. Có lẽ cách đây rất lâu những sinh vật sống ở nơi này đều đã đi đến một thế giới khác thông qua trận dịch chuyển rồi. Hạ Lộ cũng ra đi như thế thông qua trận dịch chuyển. Hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Khi Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi, đã nhìn đàn thờ và lẩm bẩm một mình. Sau đó, anh đi thẳng ra khỏi đại điện và quay trở ra theo lối cũ. Nửa tiếng đồng hồ sau, anh đã trở ra từ sông Dương Tử và trở lại đất liền. Bên ngoài đã là buổi sáng ngày hôm sau. Anh đã ở dưới đáy nước một ngày một đêm mà không hề hay biết. Tuy là lần này không tìm thấy Hạ Lộ, nhưng suy cho cùng lại cho anh một niềm hy vọng là Hạ Lộ rất có thể đã dịch chuyển sang nơi khác. Sơn Hải giới chắc hẳn không sai chính là nơi mà Hạ Lộ đến rồi. Ngoài ra, lần này anh gặp được linh hồn còn sót lại của rồng xanh, khiến cho cả sư phụ lẫn Bình Càn Khôn đều được lợi, anh có được một mảnh vảy rồng dùng làm vũ khí pháp thuật, cũng được xem là một sự thu hoạch không tồi. Sắp đến cuối năm rồi, thôi thì Dương Bách Xuyên quyết định đến Võ Đang, anh không muốn thất hứa với chuyện mà ban đầu anh đã hứa với Bách Sơn. Phải kể lại từ lúc ở Tư Không Nguyên, anh và trưởng môn đời thứ nhất của Võ Đang là sư huynh đệ với nhau, có thể nói là sư tổ của toàn bộ đệ tử Võ Đang. Thực sự là rất duyên phận. Việc quyết định đến Võ Đang là có lời hẹn với Bạch Sơn, hay là Vân Môn phát triển mạnh, vẫn còn có các tông môn cổ xưa chưa được biết đến, nếu muốn ở lại giới võ cổ, thì ngoại trừ kẻ thù ra, đương nhiên cũng cần phải có đồng minh. Võ Đang là một sự lựa chọn tốt nhất. Ở khía cạnh thứ ba, tổng kết lại từ đại hội cổ đại lần trước, Dương Bách Xuyên đã biết được nguồn tài nguyên của kẻ nắm giữ tông môn cổ xưa trong tay như đạo tràng Vu Hàm đó vậy. Nếu anh muốn nâng cao tu vi của mình, tài nguyên tu luyện là thứ không thể thiếu, đây là một nguyên nhân quan trọng. Chỉ khi kết bạn thân giao những tông môn cổ xưa đó, thì mới có thể có được thông tin về những địa điểm mạo hiểm trên trái đất này. Đan trúc cơ đã không còn nữa, cần phải chế luyện lại, nhưng không có linh dược. Đan tụ khí cũng thiếu linh dược để chế luyện, sau này người của Vân Môn tu luyện đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 9, mỗi một người đều không thể thiếu đan trúc cơ, và cũng không thể thiếu đan tụ khí, loại đan dược tốt hơn cả tốt hơn đan bồi nguyên. Vì vậy cần phải có linh dược để luyện đan, chỉ có thể mạo hiểm đến các di tích tu chân ở sảnh lớn của các tông môn cổ xưa ấy để tìm kiếm linh dược và vân vân. Phái Võ Đang tọa lạc cùng một nơi với núi Võ Đang ở Thập Yển, Hồ Bắc, nơi mà người đời đều biết đến, nhưng theo như những gì Bạch Sơn nói, phái Võ Đang của họ ẩn trong nội thất võ cổ. Lối vào tông môn cổ xưa Võ Đang vẫn như cũ, phải đi vào từ núi Võ Đang. Dương Bách Xuyên vượt núi băng đèo, đến được một ngôi làng nhỏ ở thành phố Võ Đại thuộc tỉnh phía Bắc, ngồi xe buýt của làng vào trong thành phố, rồi lại từ thành phố ngồi xe buýt du lịch đến núi Võ Đang. Vào 3 giờ chiều đã tới được điểm đến là núi Võ. Sau đó anh lấy điện thoại ra gọi. Sau khi điện thoại reo lên 3 tiếng, một người ở đầu dây bên kia nhấc máy nói, alo, anh là ai ạ? Tôi tìm Bách Sơn, tôi tên là Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên và Bách Sơn trước đó đã từng nói, nếu như Dương Bách Xuyên tự mình đến Võ Đăng thì cứ gọi số điện thoại này, rồi sẽ có người đến đón anh. Nếu Bách Sơn đi đón Dương Bách Xuyên, thì tất nhiên là không cần nữa. Bây giờ Dương Bách Xuyên tự mình đến Võ Đăng, nên cần người đến đón anh gấp. Anh không hề biết tông môn ẩn của Võ Đăng thực sự là nằm ở đâu. Toàn bộ khu du lịch của núi Võ Đăng vô cùng rộng lớn. Địa điểm tham quan nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Anh là Dương Bách Xuyên Dương tiên sinh à? Xin hỏi là tiên sinh đã tới khu du lịch võ đang chưa ạ? Giọng nói kích động của một người trung niên đầu dây bên kia vang lên. Vâng, tôi đang ở ngay trước cửa của khu du lịch đây. Thưa tiên sinh, xin hãy chờ một chút, tôi sẽ lập tức đến đón tiên sinh ngay ạ. Vâng. Sau khi cúp máy, Dương Bách Xuyên đợi người đến đón, đồng thời cũng gửi một bức ảnh tự chụp sang đó, để người đó dễ dàng tìm thấy anh hơn. Mười mấy phút sau, một đạo sĩ tuổi trung niên mặc bộ đồ đạo sĩ chạy chậm tới, từ xa đã cầm điện thoại đối chiếu ảnh chụp của Dương Bách Xuyên. Là Dương tiên sinh phải không? Vị đạo sĩ tầm 40 mấy tuổi hỏi. Là tôi đây, anh là. Dương Bách Xuyên có hơi gượng gạo, vừa rồi trong điện thoại anh còn chưa hỏi tên của người ta. Chào tiên sinh, Bách Sơn là gia sư của chúng tôi. Sư phụ đã căn dặn tôi phải luôn túc trực ở khu du lịch để đợi tiên sinh đến ạ. Tiểu đạo lý Tam Thanh xin được chào sư tổ. Anh vừa nói vừa chắp tay cúi chào với Dương Bách Xuyên. Đừng đừng, tôi không phải là sư tổ võ đang của các anh đâu. Dương Bách Xuyên vội vã đỡ Lý Tam Thanh đứng dậy. Lý Tam Thanh dường như không quan tâm mà vẫn kiên quyết cúi chào, anh đã túc trực ở đây được gần 3 tháng rồi. Sư phụ Bách Sơn của anh đã từng căn dặn rằng Dương Bách Xuyên là sư đệ nối truyền của trưởng giáo đời đầu, do đó nhất định không thể tiếp đón chậm trễ. Sau khi trở lại võ đang, Bách Sơn đã kể lại hết những chuyện liên quan đến Dương Bách Xuyên. Anh có thể chế luyện ra đan bồi nguyên thực sự, tu vi cao thâm, hơn nữa còn là sư đồ nối truyền của bản thân trưởng giáo võ đang đời đầu, phải nói là đã từng tạo nên một cơn sốt trong võ đang, mặc dù bản thân anh ấy chưa từng đến võ đang, nhưng mà tên tuổi của anh đã được lan truyền rộng rãi, vì vậy Lý Tam Thanh tôi không hề dám lơ là một chút nào. Sau khi Dương Bách Xuyên chào hỏi xã giao với Lý Tam Thanh xong, liền đi theo anh ấy lên núi võ đang, nhưng họ đi qua khu du lịch, mà lại đi lên một ngọn núi nhỏ, sau đó xuống núi, sau nhiều lần vượt núi băng sông, đến lúc hoàng hôn mới dừng lại trước một khu rừng thông. Lúc này Lý Tam Thanh nói, sư tổ vượt qua khu rừng thông dài 1 km này, thì sẽ đến được phái võ đang của chúng tôi. Khắp khu rừng thông đều được cây cỏ bố trí y như cửu cung bát quái. Xin sư tổ hãy đi theo bước chân của tôi, nếu không sẽ lạc đường đó. Nghe xong những lời của Lý Tam Thanh, Dương Bách Xuyên mỉm cười thể hiện rằng mình đã biết rồi. Thực ra từ xa anh đã nhận ra trận pháp ẩn giấu trong khu rừng thông này rồi, hiện giờ trong mắt của anh chính là trận pháp cơ sở, có nhắm mắt lại cũng có thể tự do ra vào. Nhưng không cần thiết phải tỏ ra lợi hại trước mặt của Lý Tam Thanh, người ta chỉ là có ý tốt, cứ việc đi theo là được. Đi đi rừng rừng rồi cuối cùng nửa tiếng đồng hồ sau cũng đã ra khỏi rừng thông, từng căn đền thờ lầu các hiện ra trong tầm mắt, tòa kiến trúc cổ một màu và bên trên cổng núi cao lớn kia có khắc hai chữ võ đang. Sư tổ, chúng ta đã tới rồi. Lý Tam Thanh cười nói. Đi thôi, Dương Bách Xuyên gật đầu. Hai người lần lượt kẻ trước người sau bước lên cổng núi võ đang. Cả phái võ đang được xây dựng trên một ngọn núi có độ cao hàng trăm thước. Kéo dài ra hướng Nam Bắc, mỗi một khu vực đều có những tòa kiến trúc cổ, theo như cách nói đầy tự hào của Lý Tam Thanh, những tòa kiến trúc cổ này đã được xây dựng từ thời nhà Minh và đến thời nhà Thanh lại được tu sửa lần thứ hai, rồi hình thành quy mô như hiện nay. Vừa mang văn hóa lịch sử, lại vừa chiếm diện tích rộng lớn, thoạt nhìn vào đều rất kinh ngạc, khắp nơi đều toát lên khí phách và khí thế vốn có của một tông môn cổ xưa. Trong lòng của Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, võ đang đã như vậy rồi. Thế thì những tông môn cổ sư khác thì sao nhỉ? E là tông môn này càng lớn mạnh hơn tông môn nọ. Sau khi bước vào cổng núi, đi hơn 900 bậc thang, rồi đến được sân luyện võ của võ đang, một quảng trường có diện tích hơn 500 mét vuông xuất hiện. Một nhóm đạo sĩ mặc đạo phục ở các độ tuổi khác nhau chạy đến chào đón. Dương Bách Xuyên thoạt nhìn thì thấy không dưới 8-90 người, và điều thú vị là được chia thành hai phe rõ ràng. Bách Sơn cũng bất ngờ có mặt trong đó, và người đứng đầu bên cạnh hắn là một đạo sĩ với mái tóc bạc và khuôn mặt trẻ, mặt mày hồng hào, khí chất mạnh mẽ. Dương Bách Xuyên dùng linh thức nhìn lướt qua, vị đạo sĩ lớn tuổi này lại là một cao thủ của tiên thiên tầng 6. Người đứng đầu của phe kia cũng là một đạo sĩ lớn tuổi với bộ râu dê rất dài, nhưng trái ngược với người kia là râu và tóc của người này đều đen sẫm, tu vi cũng mạnh hơn người kia một chút, có lẽ là ở cấp bậc đỉnh cao của tiên thiên tầng 6. Hai người này có lẽ chính là cao thủ và cũng là nhân vật đứng đầu của võ đang hiện nay.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.